Quý vị nắm được không? Tức là câu hỏi đặt ra là khi cha mẹ mình qua đời đó, mà nếu như mình đem đi thiêu á, là thả sông biển như vậy là nó tốt hay là không tốt? Thì đây là một câu hỏi rất là hay. Ở trong truyền thống của Phật giáo, trong thời của Đức Phật á, thì nó có bốn cái cách thức để mà tán một cái người qua đời. Cái cách nhất phổ biến, cái cách thức phổ biến nhất đó, đó là hỏa táng, là thiêu. Và cách thứ hai đó là mới là thổ tán. Cách thứ ba nó gọi là điểu tán. Điểu tán là treo trên rừng vậy đó, cho chim tới ăn thịt đó, để mà phục vụ cho các loài động vật đó. Đó thì giờ mình thấy là bây giờ cái thổ tán nó không phải là cái văn hóa của Phật giáo, và cái văn hóa này nó là thuộc về văn hóa của Ai Cập. Sau đó người Trung Hoa mới vay mượn cái văn hóa này mà có một số cái cách tân thay đổi nhỏ. Thì vì người Ai Cập quan niệm á, thế giới sống nó gồm có hai loại, ở trên dương gian và dưới âm phủ. Dương gian là một cảnh giới sống ngắn hạn, tạm thời, còn dưới âm phủ là vĩnh viễn. Cho nên là khi mà các ông vua hay là những người mà có quyền to chức tước lớn á, qua đời á, thì người vợ của người đó, những người nô tỳ của người đó cũng được chôn sống theo, với ý nghĩa là những người đã xuống tiếp tục phục vụ. Còn tài sản, sự nghiệp, vàng bạc của quý cũng được chôn theo luôn. Mình coi mấy cái phim kia thấp mình sẽ thấy chuyện đó. Nhưng mà người Trung Hoa khi mà tiếp nhận cái nền văn hóa này thì họ thấy nó vô lý. Bây giờ nếu mà chôn sống con người như vậy thì nó bất nhẫn quá, cho nên họ mới thay hình đổi dạng cái nền văn hóa đó bằng cách là họ làm bằng giấy vàng mã đó. Một cái ngôi nhà nguy nga tráng lệ, rồi những người hầu, rồi xe cộ vàng bạc ngọc ngà châu báu là bằng giấy hết, để mà tưởng niệm cho cái người đó xuống để tiếp tục sử dụng. Nhưng mà nhà Phật nói rằng là khi mà mình qua đời đó, thì tất cả những hình thức như nhà giấy, tiền giấy, người giấy, hay là những cái mà hình thức làm cho mình có thể quyến luyến, nó trở thành một cái cản lực rất là lớn cho con đường tái sanh. Người thân nhân mà thương cái người quá cố nhiều chừng nào thì càng phải hạn chế cái đó nhiều chừng đó. Cho nên trong cái lễ tang là không có nên khóc lóc, thì không có nên là thuê người khóc mướn như là cái phong tục của miền Bắc, cũng không nên làm kèn rền rang, cũng không nên làm cái hòm cho thật là uy nga tráng lệ. Tức là tất cả những cái đó nó càng giản dị chừng nào thì càng tốt chừng đó, và thay vào đó là cái nghi thức tụng niệm cho thật là tốt. Tại vì tất cả những cái uy nga tráng lệ đó nó có thể trở thành một cái sự chấp trước, làm cho người kia quyến luyến đi không được, do đó cái con đường tái sanh của họ nó trở thành bị trở ngại. Cho nên á, là cái vấn đề mà chôn á, nó dẫn tới những cái phong tục mà nó rất là sai lầm về phương diện nhận thức. Mình thấy là thứ nhất nó dẫn tới cái chấp trước nè, cái thứ hai nó có những cái mâu thuẫn không thể chấp nhận được. Thí dụ cái ngôi nhà ở trên dân gian này mình phải sống, nó có chiều cao tối thiểu cũng là 2,5 m, mình ở mà cơn gió lốc qua sơ sơ như cỡ nhà Mỹ là bị chóc nhóc chóc ngói là bay là chuyện thường lắm. Mà bây giờ mấy cái nhà nó đốt hết trơn mà xuống lấy lời chỗ đâu mà sống, mà ta cũng tin cái nhà thấp chủng như nè, có 4 tấc mà để 3 tầng lầu vậy mà người ta cũng tin. Còn tiền là gọi là tiền giả không ở đây, tại vì không ai thưa, chứ còn nếu mà có người âm phủ thì người ta thưa là cũng mệt lắm, rất là làm lúng đoạn cuộc đời tiền giả này đó. Và mấy cái đó nó dẫn đến chấp trước, cho nó mặc dầu không xài được, nhưng mà cái ý thức của con người á, khi mình nhìn thấy những cái đó đó, nó làm cho họ gợi nhớ lại những cái thành công của họ trong cuộc đời, cái giàu sang, cái phú quý, cái tài sản, cái sự nghiệp, tất cả những cái đó nó trói buộc làm cho người ta không tái sanh được. Cho nên Đức Phật mới dạy á, là thiêu là một cái giải pháp tốt nhất. Rồi sau khi thiêu như vậy á, là mình thả luôn dưới sông dưới biển luôn, hoặc là mình làm phân để mà phân trồng cây á, thì nó tốt. Là bởi vì con người có cái thân á, thì bỗng dưng là mình chấp phải cái thân. Thí dụ ai mà tới đụng mình á, mà đụng một cách tình cờ á, thì mình có thể mình hoan hỷ á. Mà đụng mà suốt cái dù có tình cờ mình cũng cảm thấy khó chịu rồi. Thì có nhiều người sợ phải đi bảo hiểm đủ thứ hết trơn, thân thể nào bảo hiểm mặt rồi da rồi tay chân này nọ, nhất là mấy diễn viên đường hạnh nổi tiếng á, họ bảo hiểm các loại hết. Cho nên là bỗng dưng mình chăm sóc nó càng nhiều á, thì cái thái độ gọi là quyến luyến biến nó trở thành cái sở hữu đó, nó càng cao, và do đó con đường tái sanh nó càng bị trở ngại và lận đận. Cho nên là thiêu là một cái cách thức để cho mình thấy rằng là cái thân hợp thể nhân tính gồm có vật chất, rồi gồm có cái cảm xúc,
gồm có ý niệm hóa, gồm có sự vận hành của hai cái này và gồm có cái nhận thức phân biệt đó, nó là một cái gì đó mà nó cần phải trở về với cát bụi. Đến lúc mà con người phải nhắm mắt lìa đời đó, sinh ra bằng hai bàn tay trắng thì cũng đi bằng hai bàn tay trắng thôi. Do đó nhà Phật mới khuyến khích là mình thiêu, thiêu để mình không còn cái chỗ đó bám víu. Chứ còn mình còn một cái thân thể mà ướp xác, cái người mà chết mà ướp xác á, thì cái người đó khó siêu được lắm. Thì cái thằng hồn khi nó xuất ra đó, nó đâu có đi liền đâu, nó còn lẳng quẩn cái chỗ xung quanh đó đó. Cho nên nhìn thấy được cái thân xác của mình, cái gương mặt của mình, mà nhất là trong cái truyền thống dân hóa của Mỹ nè và phương Tây nói chung á, họ mới cắt cho cái người qua đời thật là đẹp. Người nữ thì cũng có son phấn, người nam thì rất là tươi, áo vét rồi ăn mặc rất là long trọng. Rồi nếu mà xe đụng có bị thương tích thì nọ, thì họ dùng cái loại da giả này họ làm lại cho mình giống như là đang trên bộ giấc ngủ. Rất là đẹp, rất là thoải mái vậy đó. Cho đó là cái thần hồn nó dễ và nó bám vào những cái chỗ này không đi được. Cho đó nhà Phật mới dạy là mình phải hủy hết tất cả những cái mà mình đã có mặt ở trên cuộc đời này bằng những cái sự nghiệp, tiền của, tài sản, vật chất để mình đi nó dễ. Và cái bỏ xong như vậy là cái dấu tích còn lại cuối cùng của ngũ uẩn á, của năm thành phần tạo nên con người, nó cũng không còn để con người để bám víu. Thì lúc đó con người mới dễ dàng ra đi. Nhưng mà có nhiều cái quan niệm với nhân gian họ hiểu sai lầm. Họ nghĩ là như chùa Giác Ngộ, ví dụ như chùa Giác Ngộ đi, có 5.000 lọ cốt là 5.000 lọ hay cái chùa chút xíu mà đến 5.000 lọ cốt. Cho nên nó có nhiều người á, họ nhìn thấy cái đó họ sợ lắm. Họ nói mốt tôi chết á thì hãy chôn tôi đi, đừng có thiêu. Hỏi sao vậy? Tại vì thiêu nóng lắm. Cái thân mình nó bị gọi là trở thành tro bụi, nóng quá chịu không nổi. Còn có người ngược lại vô năn nỉ để xin để lò cốt. Hỏi tại sao vậy? Nó là vì chôn ở dưới lòng đất lạnh lắm, mà nhất là cái mùa lạnh nữa. Dưới đó có nước, ở Việt Nam là đào xuống chừng 1,5 mét là nước không à. Cho nên dưới đó là mình phải tắm cái dưới nước dưới đất, mà nước dưới đất là ô nhiễm, nó dơ dãi ghê gớm lắm. Cho nên là đừng cho tôi gọi là chôn. Là khá là vậy. Thì đó là những cái quan niệm, bởi vì khi mà mình qua đề rồi á thì cái ý thức về cái chuyện đó nó không còn nữa. Nó còn chăng đó là sự chấp trước hoặc là sự buông xả thôi. Cái người mà có tu học, hiểu được cái chuyện mà vô thường, hiểu được cái thái độ vô ngã, thì người đó dễ dàng ra đi, bằng không họ sẽ bám víu. Giờ đó Đức Phật gọi là để tránh cái tình trạng mà bám víu có thể có ở người qua đề đó, thì Đức Phật mới dạy là chết xong là thiêu. Thiêu xong á là thả tro cốt ở dưới sông hoặc là dưới biển, hay là để mà trồng cây gì nào thôi. Như vậy là hương linh không còn ở chỗ gì đó bám víu nữa, lúc đó hương linh mới dễ dàng ra đi. Ví dụ giờ trong cái giai đoạn mà quý vị vượt biên đi, nếu mà cái người nào có chừng 10 căn nhà khó đi lắm, tiếc núi đi không được. Hoặc là mình có cơ sự nghiệp mình lại càng khó đi nữa. Còn người nào trong bàn tay mình là còn là bàn tay trắng đó, thì người đó mạnh dạn đi lắm. Thì cái chuyện mà đi tái sanh cũng vậy đó, chết mà đi đầu thai nó cũng bị thịt vậy đó. Là mình buông nhiều chừng nào là mình đi dễ chừng đó. Do đó cái phong tục mà của Đức Phật dạy là một phong tục rất là an toàn về phương diện tái sanh đó. Ví dụ như là ở trên Memphis đó, nó có một cái nhà tưởng niệm của Elvis Presley đó. Thì ông này là một ca sĩ nhạc rock đầu tiên của Mỹ gì, tạo ra một cái phong trào nhạc rất là hấp dẫn, cũng là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Cho nên là mình nhìn vô cái nhà của ông á, thì tất cả những cái quần áo, những cái show diễn, cái hình ảnh, cái vật liệu, cái dụng cụ, cái xe cộ, những cái mà ông ta sử dụng trong cuộc đời, và hai chiếc máy bay lớn, máy bay nhỏ nữa, rồi trang hoàng vậy, rồi loại quà tặng là hàng trăm kiểu khác nhau, băng đĩa là vô số, phim ảnh băng từ là cũng nhiều nữa. Cho nên cái dạng đó nó làm cho cái người chết khó tái sanh được lắm. Mình càng làm cái diện bảo tàng nhiều chừng nào thì cái người kia lại còn khó tái sanh chừng đó. Cho nên là cái tinh thần nhà Phật dạy mình đó là mình phải làm giảng đơn, hủy hết, thậm chí hình đó. Nhưng mà cái hình nó cũng là một cái trở ngại cho tái sanh. Ví dụ mình làm một cái hình chân dung của người nào đó thật là đẹp, 70-100 cm, càng to này nọ thì người đó càng khó tái sanh. Thì lúc đó là mình hủy hết là tốt nhất. Thì trong cái thời của Đức Phật đó, Đức Phật khuyên là không có để lại bất cứ cái gì hết đó. Chết rồi ra đi, và để cho người kia ra đi một cách an toàn á, thì Đức Phật còn dạy thêm cái cách để quán niệm đó. Tất cả những người thân thuộc á phải có trách nhiệm nhắn nhủ, nhắc nhở cái người mà chuẩn bị mà gần đất mà xa trời đó, phải hiểu rằng là cái thân thể vật lý này nó không có thuộc về mình một cách vĩnh viễn.
và mình cũng không lệ thuộc vào nó một cách vĩnh viễn. Lệ thuộc là nằm ở thái độ chấp mắc thôi. Cho nên bây giờ phải buông nó ra đi. Cái mà mang theo được đó là cái hành vi đạo đức thôi. Mình có thể mang với dạng thức là một cái năng lượng nghiệp. Cái năng lượng này nó theo mình từ kiếp này sang kiếp kia. Cho đó đến lúc đó đó thì coi như tất cả tài sản số mà mình có đó thì Đức Phật khuyên là nên là bố thí cúng dường, buông hết. Còn cái người nào tiếc nuối thì cái khả năng tái sanh lại làm con mèo con chó trong gia đình đó là cao lắm, hoặc là sanh ra làm đứa con đứa cháu trong gia đình đó là chuyện thường lắm. Đó là lý do tại sao Đức Phật giải thích đó là tại sao có nhiều cái con vật mà cái giá trị của nó còn hơn con người ở những nước nghèo, là bởi vì trong cuộc đời sống trước của họ đó là họ là những người có tiền của, những người biết làm phước, những người sống đàng hoàng, nhưng mà khi qua đời đó chắc mắc vướng víu cái đó cho nên là không ra đi được. Thì tìm cái cách làm sao để nhìn thấy là những cái cảnh tượng mà mình đã được thăng quan, mình đã được thành công, mình đã được đẹp, mình đã được ca tụng, thì cứ như vậy do đó làm cho cái thần thức của người đó đó nó phải gọi là tái sanh lại lẳng quẩn trong cái gia đình đó để nhìn thấy lại những cái vàng son của mình ở trong quá khứ, do đó rất là khó tái sanh. Như là những cái con mèo con chó mà ở những nước giàu này nè, nhiều khi đó là nhiều khi người bà con mình tái sanh lại không. Chính vì vậy mà cái nền văn hóa mà vật chất ở Mỹ hay là phương Tây khi nó phát triển mạnh á thì bỗng dưng là các cái loại bếp như những loại mà gia súc á, ở trong nhà được người ta xem trọng, người ta cưng chiều, nó có đồ hộp để ăn, nó có bệnh viện, nó có những trò chơi. Cách đây mấy ngày có đi tới mấy cái chỗ mà bếp cơm đó, bếp khâu chứ, thì thấy nó bán là nhiều vật liệu khác nhau dành cho các loài gia súc lắm, mà có những đồ trò chơi nó đến 60-70 đô là trong cái đó, trò đồ chơi trẻ em nhiều khi có 10 đô 20 đô, nó còn mắc hơn nữa. Rồi chưa nói là bệnh viện, rồi có luôn những cái cuộc giải phẫu để thay thế tim mạch là của loài thú ở đây nữa. Chưa nói nếu mà mình thấy là ở những nước nghèo như là Somali hay là Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, và thậm chí là những cái vùng hẻo lánh ở Việt Nam đi, thì người ta đâu có những phương tiện đó đâu. Cho nên là người con người có thể chết người sống rất là dễ dàng, và do đó là cái cuộc đời của họ nó bất hạnh hơn. Thì Đức Phật nói là trong mọi tình huống á, cái người mà bố thí cúng dường á, làm phước á, thì vẫn tốt hơn dù tái sanh làm các loài động vật hay là các loài gia súc gì đó. Thì những loài động vật hay gia súc đó cũng được người ta cưng chiều, ví dụ làm voi thì cũng là loại voi mà được người ta đưa lên trên cái sàn để xiếc biểu diễn, được tán dương, được ca tụng. Còn nếu mà làm ngựa thì cũng sanh ra là cái loại ngựa bạc, cái ngựa kiển, cái ngựa đua. Còn loài gia súc thì được là sanh vào những gia đình giàu có này đó. Nó đại khái nó có những cái chấp trước nó dẫn tới những cái tình huống như vậy. Cho nên là cái cách thức mà hỏa táng là an toàn nhất trên tinh thần của nhà Phật đó, để nó xóa bỏ sự chấp trước. Còn ở bên cái nền văn hóa của Ấn Độ nó còn có loại điểu táng đó, là cho cái thân thể của mình bố thí nó cho các loài động vật như kên hay là cái loài thú mà ăn thịt người. Thì người Ấn Độ đã truyền cái nền văn hóa này qua bên Tây Tạng. Bây giờ tại Ấn Độ sẽ không còn cái tục này nữa, nhưng mà người Tây Tạng sống tại Ấn Độ vẫn còn duy trì ở những cái vùng mà dọc theo dải Himalaya đó, ví dụ như La Đắc. Thì khi mà một cái người qua đời đó thì họ muốn quan niệm như thế này: thay vì mình chôn xuống lòng đất đó, nó bị ô nhiễm, thứ hai nó dẫn đến chấp trước, còn cái thân thể này nó chấp trước, thì họ mới lấy cái thân thể này đó để mà bố thí cho các loài vật cho mình một ngày, như vậy vẫn có phước báo. Cho nên là nếu mình có dịp mình coi cái cách mà điểu tán của họ đó, họ sẽ lóc xương của thịt đó, họ dùng dao như nè, họ lát ra, con có coi không, họ lát ra từng lớp vậy đó, họ cho con chơi kênh ăn. Bầm ra là cho thú ăn. Rồi cái lớp mỡ mà răng này thì họ vuốt, dùng tay họ vuốt vậy nè, trước ra. Thì con người mà nhìn thấy cái đó thấy nó bất nhẫn, tại vì đó là những người thân của mình, đó là những người thương của mình, đó là những người mà gần gũi nhất của mình, mình không chấp nhận được. Nhưng mà trong cái nền văn hóa của sự phóng sanh và bố thí cúng dường thì đó là một cái chuyện nó rất là hữu ích, rất là hữu ích. Mà nếu mà mình được sống và lớn lên trong cái nền văn hóa đó thì mình lại chấp nhận được cái chuyện đó. Và vậy đó, khi mà thịt của mình được lóc ra, xương của mình được bầm ra cho thú, mình không có bị sân hận. Tức là nếu mà cái tâm thức của mình chưa được tới tái sanh á, thì mình thoát khỏi sự sân hận. Nhưng mà cái khả năng sân hận nó cũng rất là dễ dàng.
thì có nhiều người ta đâu muốn chết đâu, mà bị chết bất đắc kỳ tử, chết vì tai nạn, chết vì ám sát, chết vì tự tử. Thì trong những trường hợp đó thì cái thần hồn của người quá cố không đi tái sanh được, cho nên họ cứ lẩn quẩn ở bên cái thi thể. Mà nếu lúc đó mà thi thể này bị lóc ra, bị giết ra, rồi bị bầm ra, thì lúc đó họ có thể trỗi lên cái cơn sân hận, tại sao gọi là thương tổn của tôi, mặc dù tôi không còn nằm trong đó nữa, nhưng mà cái ý thức và cái tôi á, của thân thể nó còn, cho nên là người đó có tái sanh đó, nên là nó không an toàn. Còn cái cách mà của Trung Hoa gọi là thổ tán á, thì nó cũng không hay đâu, bởi vì cái thổ tán mà muốn để được lâu năm á, thì họ phải làm một cái hòm rất là quý, mà người ta thường gọi là hòm nhất, hòm nó quý lắm, rồi phải bỏ trà vô. Có nhiều gia đình giàu có thì bỏ thêm vàng bạc ở trong cái hòm nữa, quần áo, vật liệu quý gần gũi nhất trong cuộc đời của người quá cố họ cũng chôn theo luôn. Thì chính những cái đó nó tạo cái khả năng quyến luyến rất là cao, khả năng quyến luyến nhiều lắm. Cho nên nếu mà mình là người Phật tử thì theo tinh thần của kinh Địa Tạng dạy đó, là mình phải nhắc nhở người kia để chia sẻ cái số tài sản cho những người đang cần. Và nếu người đó không còn khả năng để nghe được nữa, thì lúc đó mình phải gọi là nói điều đó bằng cái tâm niệm của mình. Mình truyền cái chất liệu tâm của mình vào cho người kia, mình nhẩm ở trong đầu để nó thiết lập một cái tần số tâm thức giữa hai bên này đó, để cho người kia có thể hiểu được, cảm thông được, là buông xả những cái vật liệu này thì họ mới tái sanh dễ dàng, và nó lại có được công đức nữa. Cho nên trong ba cái tình huống mà gọi là lo lắng cho một người qua đời, thì cái cách của nhà Phật dạy là cái cách an toàn nhất. Ở bên Ấn Độ bây giờ nó vẫn còn giữ truyền thống này. Cái thứ hai nữa, vào trong ngôi chùa không bao giờ mình thấy hình ảnh của các hương linh, không bao giờ có bàn thờ linh, không bao giờ có bàn thờ vong, không bao giờ có một cái lọ cốt nào hết á. Và cái truyền thống đó nó ảnh hưởng qua các nước Phật giáo Nam Tông, ví dụ như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Cái đó nó đúng tinh thần nhà Phật, tại vì cái công nghệ mà hình ảnh nó là một cái công nghệ làm chướng cho người tái sanh nhiều lắm. Thì mình còn có cái hình thì mình bám vào cái đó à, bám vào cái đó mình không đi được. Cho nên nhà Phật mới dạy là mình buông hết tất cả, mà mấy cái vật liệu đó nó là cái cách để cho mình bị vướng vào. Do đó là bên Ấn Độ họ không có thờ những cái hình. Cái thứ hai nữa là một người qua đời thì họ không giờ họ để lâu á, họ để khoảng chừng 24 giờ thôi, cho nên là cái công nghệ mà mai táng á nó không có. Chỉ có đối với những người theo Hồi giáo, những người theo Thiên Chúa giáo thôi, còn những người theo Ấn Độ giáo và Kỳ Đà giáo thì Phật giáo thì không có dùng hòm để mà thiêu chí chôn. Rồi chỉ cần để cái thi thể của người đó quấn lại bằng một lớp vải trắng, rồi cũng xịt dầu thơm lên vậy đó, 2-3 tiếng sau là họ đem ra cái chỗ hoa thiêu để họ làm lễ. Rồi họ có những cái cấm kỵ nữa, tức là người nữ không được đi theo, tại vì người nữ dễ xúc cảm mà. Họ có thể khóc lóc, mà khóc lóc như vậy ảnh hưởng cái người qua đời trong vấn đề đi tái sanh. Cho nên người nữ ở nhà hết, chỉ có những người nam 4 người để trên tấm vải làm như cái bố vậy đó, là vác ra rồi kia là thiêu. Thiêu xong nếu cái đó là có sông Hằng thì họ thả xuống sông Hằng luôn. Đó là cái tục mà hỏa táng ở bên Ấn Độ á, mà nhà Phật đã áp dụng rất là hay. Họ không để nhiều như Việt Nam mình. Việt Nam mình có cái tục là để nhiều khi 3 ngày, nếu gia đình khá giả có con cháu đông là để 7 ngày. Càng để lâu chừng nào là càng khó tái sanh chừng đó. Mà nhất là kèn cống không, cánh chổi lên gọi là rùm beng cúng kiến là nọ rất là nhiều. Thì lúc bây giờ cái tình cảm của con người nó trỗi dậy mạnh nhất trong lúc đó. Có thể là trong suốt mấy chục năm sống á, cái người quá cố là người mẹ ví dụ gì, cái người con chưa chắc là có hiếu thảo, nhưng mà đến lúc mà người mẹ qua đời thì người con này có thể là ân hận, có thể là bức rứt, có thể là khó chịu. Lúc bây giờ cái lòng hiếu thảo nó trỗi dậy mạnh lắm. Có thể người đó bỏ tiền bạc ra làm, có thể là làm rất là linh đình trọng thể gì đó. Thì càng làm linh đình chừng nào thì cái người mẹ qua đời của mình càng khó tái sanh chừng đó. Nên nhà Phật mới dạy là cái nghi lễ phải thật sự là đơn giản, nhẹ nhàng, và gọi là gắn liền nhiều với lại cái truyền thống văn hóa tâm linh của nhà Phật đó. Tụng niệm bái sám để cho các hương linh hiểu được cái quy luật của vô ngã, không bám víu vào trong cái thân thể này, hiểu được cái quy luật của vô thường, để mình không cho thấy rằng là cái thân này là bất tử, còn hoại với cuộc đời, thì mình mới ra đi được. Cho nên nhà Phật nó có những cái giá trị để mà nó hướng dẫn cho đời sống tái sanh một cách rất là an toàn. Còn bằng không á thì rất là khó đầu thai. Ví dụ những người mà thích chơi đồ cổ chết khó đầu thai lắm, hay như là đi sưu tầm đồ cổ hoặc là 1000 năm, 2000 năm, hoặc là những cái
khi bức tranh nổi tiếng của Picasso hay là của những nhà văn, là những cái kỹ vật của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, có nhiều người họ có những cái hobby đó, hoặc là những người sưu tầm tem này nọ đó, thì cái nỗi đam mê của người đó nó ghê gớm lắm. Thì bởi vì cái đó nó liên hệ đến cả sự nghiệp của họ, nó liên hệ đến cả cái danh vọng của họ, liên hệ đến cả cái hạnh phúc, cái thành công của họ, cho nên cái mức độ chấp trước đó, nó nhiều lắm, nó ghê gớm lắm. Giờ đó nó, cái đó mà nó còn với người đó thì người đó khó tái sanh, khó đi được lắm. Quyến luyến đi không được, tức là mình quyến luyến cái gì thì mình bị vướng bận cái đó. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói là tất cả những người nam á, trong một cái chuỗi dài của tái sanh vô tận mà mình không còn nhớ được á, không đếm hết được á, thì đã từng làm là cha mẹ, làm cha làm ông, làm con, làm cháu, làm anh, làm chú, làm bác của nhau. Còn tất cả những người nữ đã từng làm bà cố, bà ngoại, rồi bà nội, rồi mẹ, rồi em gái, chị gái, dì cô lẫn nhau hết trơn. Trong cái cuộc mà luân hồi đó, nhiều khi là mình là bà con với nhau hết trơn á, ở kiếp này hoặc ở kiếp khác đó. Ở kiếp này mình có thể làm cha, ở kiếp sau mình có thể làm con. Thí dụ bây giờ mình qua đời trước đi, người mẹ, người cha qua đời trước, mà cái lòng quý luyến nhiều quá, cho nên là không có sức ra được, mà nhất là đứa con của mình mới sanh đứa cháu đầu lòng, thương nó còn hơn đứa con ruột của mình nữa. Thì lúc bây giờ khi mà mình qua đời mình khó đi đào phai được lắm, rồi mình có thể trở lại làm con của con mình. Cái chuyện đó chuyện thường tình lắm, chuyện nhà Phật nói đó. Mà nhất là những người mà sống trong cái hoàn cảnh khó khăn như ở Việt Nam á, cái thời mà mình có con á thì mình đâu có đủ cơm ăn áo mặc, cho nên mình đâu có chăm sóc nó, phải lo, phải chạy với lại kinh tế. Rồi khi mình qua đến Mỹ rồi mình đầy đủ ăn mặc rồi á, lúc bây giờ cái tình cảm mình nó là nhiều hơn. Thứ hai nữa, khi mình về già mình hưu trí rồi, mình không có việc gì làm hết, nó vắng vẻ, bây giờ cái tình cảm đổ dồn cho những đứa cháu đó, và cái mức độ mà chấp trước vào những đứa cháu là nó cao gớm, mình thương nó còn hơn là thương con ruột của mình đó. Mà nếu như bên đứa cháu nào có phước báo thì cả bên nội bên ngoại đều thương, ba má nó thương đã đành rồi mà nội ngoại cũng thương luôn. Thì như vậy mà nếu mình thương đứa cháu đó thì khi mình qua đời trong trường hợp này khó đi đào thai được đó. Cho nên nhà Phật dạy là thương mình cứ thương, nhưng mà đừng có để nó quyến luyến, mình làm giống như một cái trách nhiệm vậy thôi. Còn quyến luyến nó nhiều quá thì ra đi cũng khó. Hoặc là đứa cháu mà nó được cả hai bên nội ngoại mà thương tưởng gì đó, mà nếu nó bất hạnh mà nó qua đời thì nó cũng rất là khó đào thai. Nó quyến luyến cái tình cảm đó. Cho nên là nhà Phật dạy cái cách là mình phải tìm cái cách thức nào đó để cho mình ra đi một cách an toàn, là mình thương mình. Còn bằng không mình có thể bị trở ngại, mình có thể bị gọi là lẳng đặng chìm nổi trong cái dòng luân hồi sinh tử, khi thì làm kiếp này, khi làm kiếp kia cho nó. Còn biết cách đó, thì mình có thể rút ngắn được cái đó, không bị trải qua những cái chuyện mà luân hồi lẳng quẩn như vậy. Nên cái câu hỏi của cô là một câu hỏi rất là hay, nó gợi lên cái truyền thống của nhà Phật. Và rất tiếc trong hiện tại thì truyền thống này nó không còn được áp dụng. Bây giờ thì các hòa thượng, các ni trưởng, nói chung là người tu thì làm cái tháp rất là uy nga tráng lệ. Ngày xưa Đức Phật nói chỉ có ba đối tượng được làm tháp thôi. Thứ nhất là Phật, thứ hai là chuyển đương thánh dương, thứ ba là các vị A-la-hán. Còn các thành phần khác là không nên làm tháp, tại vì làm tháp như vậy nó dẫn đến sự chấp mắt rất là lớn. Bây giờ thì nhiều khi là giới tu sĩ mình làm cái đó nhiều, cho nên là người tại gia nếu mà thổ tán thì họ làm cái mồ, cái mã nó cũng nguy nga lắm. Nếu ai có dịp đi qua bên Đài Loan á, thì cái mã nó nhiều, có cái mã nó bự bằng cái nhà này nè, với người giàu á. Thì nếu cái người qua đời là một ca sĩ á, thì ngay cái mồ họ set up luôn một cái software. Khi mình tới, mình đụng cái chỗ này á, thì nó sẽ có cái bài ca này nó xuất hiện, đụng cái chỗ kia có bài khác nó xuất hiện, ô tô hết trơn, tự động gì hết. Thì trong những trường hợp đó, cái người tái sanh nó lại còn khó nữa. Thằng mọi người Trung Hoa thì họ thương cái người quá cố lắm, cái tình cảm của người còn kẻ mất á, nó rất là đậm đà. Cho nên họ có thể bỏ ra rất là nhiều tiền để làm một cái mồ, một cái quyệt rất là uy nga lộng lẫy. Rồi do đó sự chấp mắt của người thân của mình nó diễn ra nhiều hơn. Còn cái nền văn hóa của Mỹ này á, gần đây á, nó ảnh hưởng cho nền văn hóa phương Tây nói chung hay. Vô một cái nghĩa trang, mà nghĩa trang cổ thì nó cũng giống như Việt Nam thôi. Mà nghĩa trang hiện đại thì mình vô mình không thấy bia mộ nó lên phía trên, không có vô bên trên nữa.
mình cũng không thấy những cái nhà mồ lên trên nữa, mình cũng không thấy những cái mã quy ngay trắng lợi nữa, mà mình thấy một cái bia nho nhỏ thôi à, mà có nhiều chỗ thì nó chấp luôn cả một cái việc về là chung 3-4 người. Cho nên mình vào trong giọng á, mình thấy cái không khí của tăng tốc á, của chết chấp nó không có nhiều như là ở trong những cái mồ huyệt của người Trung Hoa. Rồi cái thứ hai nữa, họ không có làm quy ngô tráng lệ, chỉ có một cái hòm thôi à. Cho nên cái mức độ chấp trước á, nó lại ít hơn à, nó là một cái cách mà tình cờ nhưng mà nó rất là gần với tinh thần nhà Phật, nó hay á. Nên nếu trong tương lai mà ở Việt Nam á, mấy cái khu mà nghĩa trang mà làm theo cách thức đó thì có lẽ là người ta dễ tái sanh hơn. Còn bây giờ làm quy ma quá mà giờ người ta làm ăn khá giả đó, ta thương cái người quá cố, thì khi ta bỏ ra 50 cây vàng để làm cái mồ mà mình tưởng là mình thương để đưa cho người kia đi, và cuối cùng mình đưa cho người kia trở về với sanh tử rồi, thay vì là đi luôn. Thì từ chỗ đó đó, có những cái phong tục á, tập quán của người Việt Nam á, nếu mình duy trì nó lại không tốt. Ví dụ như cái tục mà ngày đêm 30 âm lịch, thì cái đêm đó là gần như là mình mời ông bà tổ tiên mình về nhà để hưởng những cái gì mà mình trân quý nhất, mình cúng dường họ, cúng tưởng họ. Mình tưởng rằng đó là mình báo hiếu, nhưng mà cách đó là cái cách để mình làm cho người kia bị chấp trước nhiều hơn, không đi đầu thai được. Cho nên nhà Phật á, khi mà mình phải chia tay với một người quá cố thì mình mong người kia không bao giờ trở lại ngôi nhà của mình nữa. Mình mong cho người kia đi một cách vĩnh viễn, đi tái sanh có thể về Tây Phương Cực Lạc, hay nếu là sanh lại làm con người thì trong một gia đình nó thuận lợi về đạo đức, về trí tuệ, về học vấn, về làm ăn, về sinh hoạt, về kiến thức thì tốt hơn. Do đó là mình không nên gọi là giữ cái phong tục gọi là 30 Tết đó. Nhưng mà cái chất liệu tinh thần của phong tục đó mình giữ lại, tức là đến cái ngày đó mình có thể mình cũng tới bàn thờ, mình tưởng niệm cái công ơn của cái người đó đã dành cho mình, cho con cháu của mình, cho gia phả của mình, cho hạnh phúc của cái cộng đồng của mình ở, để mình tưởng niệm rồi mình học hỏi theo cái hạnh của người đó thì nó trở thành hay. Còn bằng không thì mình giấy gian cho người kia trở về, chứ là mình muốn cho ông bà tổ tiên của mình khổ đau, tại vì mang cái thân gọi là của ngà, cái thế giới ngạ quỷ á, thần hồn á, thì họ đâu có thân thể vật lý như mình đâu. Chứ cứ mỗi một lần họ liên tưởng đến cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, những cái nhu cầu của cuộc sống căn bản á, thì lúc bây giờ cái khổ đau nó gia tăng ghê gớm lắm. Ví dụ như là họ nhìn thấy một cái món hamburger, ví dụ như đó là cái người Mỹ đi, sống bằng cái nền văn hóa ẩm thực hamburger đi, hay là Coca-Cola, bây giờ nhìn thấy cái đó thèm ghê gớm lắm mà ăn không được, đâu có thân thể đâu mà ăn. Cho nên lúc bấy giờ cái khổ đau về cái quán tính thói quen trong quá khứ nó trỗi dậy, nó chi phối, nó khống chế, nó ảnh hưởng, và làm cho cái thần hồn nó có thể sân hận, làm cho thần hồn nó có thể là chấp trước, làm cho thần hồn đó có thể trở nên là bỏn sẻn keo kiệt, theo cái cách thế mà kinh Du Lan mô tả đó. Rồi bà Thanh Đề bà nhìn thấy chén cơm ở che như thế này, ăn không muốn cho ai ăn hết vậy đó. Tại vì lâu lâu mình mới có một phần, cho nên mỗi như cái lòng bỏn sẻn chấp trước của mình nó sẽ nhiều. Còn người mà có dư thừa thì họ đâu có thái độ đó. Do đó là mình phải thận trọng, giữ là cái tinh thần của phong tục thôi. Còn cái nội dung á, nội dung của phong tục, cái cách thức thể hiện để mời một người thân của mình trở về là không nên. Và thông qua đó nữa, mình nên bỏ đi cái phong tục mà mở cửa mã. Thế là đây là phong tục của người Trung Hoa, nghĩ là phải cầm con gà, kéo chiếc con gà đi vòng 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 cái vượt mộ vậy, thì cái cửa mã vậy nó mới được mở ra, rồi cái người thân quyến mình mới có thể về trong gia đình để thăm mình, hưởng thụ những gì mình cúng. Mà như vậy là mình cho người kia khổ. Còn nhà Phật dạy siêu sót mà, do đó là không cần phải mở cửa mã. Chết xong rồi, nếu mà chọn cái giải pháp chôn á, là mình cũng muốn cho người kia đi một cách vĩnh viễn chứ không về nữa. Thì mình mới thương là người thân quyến thuộc của mình. Còn cái tình cảm của mình á, càng quý luyến chuyện chừng nào thì làm cho người kia khó ra chừng đó. Cho nên là lúc đó đó là mình phải bình tĩnh, đừng có khóc. Nhà Phật dạy là đừng có khóc là vậy đó, mà phải niệm Phật. Rồi mình phải khuyên nhắc người kia từ bỏ, rồi khi nhắc người kia đừng có chấp trước, để người kia mới ra đi một cách nhẹ nhàng được. Còn bằng không là cái khổ đau nó kéo dài từ cái kiếp này sang kiếp nọ. Thưa thầy, con hỏi con thí dụ đó, con làm cha làm mẹ, hiện tại có thằng con nói gì đi nước anh học nè, nhưng mà mình ngủ thì thôi, cái mình thích đi làm cũng vậy, đi ngủ cũng vậy, nhưng mà còn thích cách thì cũng nhớ thằng con nhé, nhưng mà nếu mà không nhớ thì cái chuyện làm sao mình không nhớ được thầy? Đây là cái tình cảm con người, là một cái tình cảm rất là quý, và nó được xem là cái tình cảm cao nhất trong tất cả các tình cảm của các loài động vật.
Chính vì vậy mà Đức Phật nói là cái vai trò của con người là quyết định cái hạnh phúc và khổ đau. Còn các loài động vật khác thì nó không có được cái đó, nó bị hên xui may rủi, hoàn cảnh môi trường sinh thái này nọ các thứ. Cái tình cảm mà khi mình thương một đứa con ở xa, đi học xa là một cái tình cảm rất là đáng quý. Tại vì là nó thứ nhất là nó phản ánh được cái tinh thần trách nhiệm của một người cha, nó phản ánh được cái tình thương của một người cha, nó phản ánh được cái sự lo lắng của người cha dành cho đứa con. Nhưng mà nhà Phật dạy á, là bây giờ á, là cái lo lắng á, nó không giải quyết được vấn đề gì hết trơn á. Bây giờ mình phải đưa nó vào những cái hoạt động cụ thể để mình giảm bớt cái lo. Khi mình đặt ra một cái vấn đề như thế này, bây giờ nó đi học ở Anh, nó có học bổng hay không? Nếu nó có học bổng là cái vấn đề cái tài chánh cho vấn đề học của nó là không làm cho nó bị khổ đau. Còn nếu nó không có học bổng mà nó phải đi làm, ví dụ nó học là part time rồi nó đi làm part time để nó dành cái tiền, thì như vậy thì có thể có tháng nó có tiền, có tháng không có tiền, đúng không? Thì mình có thể tìm cái cách nào đó viện trợ tiền cho nó học. Mà nếu như vấn đề tiền không phải là một vấn đề gì nữa hết thì cái lòng lo mình sẽ bị giảm xuống thôi. Mình phải giảm cái lòng lo, tại vì lo đó đâu có giá trị gì cho người, nó có thể nó không biết gì hết đến cái chuyện lo đó. Thì đó là cái nhân quả tốt về phía bên mình á, nó vẫn trổ quả tốt, nhưng mà cái giá trị lợi ích cho cái đứa con mà mình lo nó không có giá trị gì hết á. Cho nên trong trường hợp đó Đức Phật dạy mình là hãy bớt đi cái lo, mà phải tìm thế vào những cái hành động cụ thể để cho đứa con mình được hạnh phúc. Tại sao mình lo? Vì mình sợ nó khổ. Tại sao mình lo? Mình sợ nó là không có bị may mắn, không được may mắn. Tại sao mình lo? Là bởi vì mình sợ là nó có thể bị tai nạn, có thể bị thua thi không có đậu, có thể bị này cái nọ. Cho nên là lúc đó mình mới khuyên con mình thế này nọ, hỗ trợ về tài chánh, hỗ trợ về tinh thần, hỗ trợ về sức khỏe, hỗ trợ về học vấn này nọ. Mà nếu như các cái phương tiện hỗ trợ đó đầy đủ hết, và đứa con mình là đứa con có trách nhiệm, đứa con có hiểu biết, có phấn đấu, có vươn lên, thì lúc bây giờ mình không cần có lý do gì để phải để cái lo lắng nó tồn tại trong tâm của mình. Cho nên nó là cứ mỗi một ngày khi mình mở mắt ra, mình tin tưởng, mình hạnh phúc, mình nghĩ tới đứa con mình, nó đứa con này là một đứa con ngoan, đứa con này là một đứa con thông minh, đứa con này là đứa con có trách nhiệm, cho nên mình mừng với cái thành công của nó, thì cái nỗi lo nó không còn nữa. Như vậy là cái bản chất của nỗi lo đó nó nằm ở cái tình thương, bản chất của lo nó nằm ở cái trách nhiệm, bản chất của lo nó nằm ở cái vai trò của người cha. Bây giờ mình có được cái chất liệu đó rồi, mình chuyển qua để đứa con được thành công, thì mình chuyển nó thành cái sự hạnh phúc, cái sự an vui, cái niềm mừng của mình ở trong cuộc đời, thì bỗng nhiên cái lo nó sẽ biến mất à. Còn trong cái tình huống mà mình không có may mắn, mình có đứa con mà nó không có cái này trách nhiệm để học, mình có hỗ trợ đó nó cũng không có gọi là phấn đấu với dương lên, nó cũng có không có tinh thần tự lập, nó không có gì hết, thì lúc bấy giờ cái lo đó là trong trường hợp này nó trở thành một cái quyến luyến rất là khó. Nếu mình buông cái lo đó thì đứa con mình có thể bị khổ, nếu mình bám víu theo cái lo đó đó thì mình bị khổ. Thì trong trường hợp đó đó thì mình có thể đi theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, đó là tinh thần Bồ Tát, tức là mình hy sinh bản thân mình để mang lại hạnh phúc cho đứa con. Thì trong trường hợp đó thì cái lo đó nó còn có ý nghĩa của sự dấn thân, của sự phục vụ, và giá trị của nó về phương diện nhân quả rất là lớn. Còn trong trường hợp mà nếu mà nó không phải là trường hợp đó đó thì mình có thể giảm cái cơn lo, mình tin tưởng nó thì mình bớt lo liền ạ. Lâu lâu gọi điện thoại hay là hỏi thăm khuyến khích là đủ à. Thưa thầy, nếu mà lo cái gì tài chính còn toàn là chính phủ bao bọc hết, chứ là đây là bao bọc hết chứ nghe, không có gì chính phủ đại thổ hết chứ nghe. Rồi cái gì cũng lo cái tiền bạc chứ không phải lo chính phủ đại thổ hết toàn bộ mà. Nhưng mà phải nhớ đó là con nhỏ mà đi xa học với nước Anh cũng nhớ nó là sao mà tâm sách tâm mà không nhớ đó thì giờ cái cách á, cái cách nếu mà trong trường hợp này là đứa con mình thành công nè, nó không có lo lắng về tài chánh nè, nó học vấn rất là giỏi nè, thì bây giờ nếu mình bị vướng vào cái lo thì Đức Phật dạy nó có một số cái cách để mình tháo gỡ. Thì bây giờ trước khi đi ngủ á, chú có thể quán niệm một cái cách thức rất là đơn giản. Mình liên tưởng đến đứa con của mình, mình nói là đứa con của tôi rất là thành công, tôi rất hạnh phúc về đứa con, và tôi mong nó được an vui ở trong tương lai, có cơ ngơi sự nghiệp. Mình chỉ quán niệm như vậy thôi thì bỗng nhiên cái nỗi lo nó hết à. Tại vì mình lo mà vì mình vẫn còn có một cái nỗi sợ hãi trong lòng. Cái nguồn gốc của nỗi lo nó bắt nguồn từ cái sợ hãi, nó bắt nguồn từ cái nghi hoặc, nó bắt nguồn từ cái thái độ mà mình còn bị do dự, rằng không biết là nó có thật sự được hạnh phúc hay không, rằng không biết nó có được ăn vui hay không, rằng nó có được thành công như này hay không. Mặc dù mình biết là nó thành công nhưng mà vẫn còn do dự cái chuyện đó, cho nên mình mới lo.
Còn bây giờ mình quán niệm, mình nạp vào một cái dữ liệu điều khiển mà ở trong tâm, đứa con tôi là đứa con thành công, đứa con tôi hạnh phúc, cho nên tôi nhìn thấy được tương lai giá trị của nó, do đó tôi không có gì phải lo. Mình phải xác định trong tâm mình vậy thì bỗng nhiên cái lo lắng mình nó sẽ rơi rụng từ từ à. Nhưng mà cái tình thương mình vẫn không mất. Chứ mà nói vậy cái nghĩa là mình mất cái tình thương của mình mà không còn trách nhiệm đâu, mình vẫn có trách nhiệm. Nhưng mà mình không để cho cái lo nó trở thành một cái sợi dây ràng buộc mà cái người kia không có tiếp nhận được gì hết á. Không tiếp nhận gì được. Cho nên là mình chuyển qua cái quán niệm thì nó sẽ có kết quả. Tôi xin phép thầy Dạ nhưng mà con ngồi con thường thì với thầy dạy là tọa thiền thì mình hơi quá cũng nhìn vào cái hơi thở của mình, nhưng mà con thì khi con tọa thiền thì con hay niệm Phật thế này, như vậy mỗi hơi thở của con có thể vừa thở mà mỗi một cái thở nó con nên làm mô hay chi đó Phật, thì như vậy là tâm con có tán động và tán loạn không thầy? Không, cái đó là một cái phương pháp rất là hay. Tại vì cái bản chất của cái phương pháp ngồi thiền là để giúp cho tâm mình nó được an tĩnh. Cái thứ hai nữa là nhờ sự an tĩnh mình được sáng suốt. Rồi cái thứ ba nữa, thông qua sự sáng suốt đó thì bỗng dưng là mình có được thái độ buông xả, mình có một thái độ ứng xử rất là khôn ngoan, mình có được thêm cái năng lượng tâm linh, mình có được thêm cái năng lượng làm việc, mình bớt căng thẳng và mình sống hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên nếu mình là một hành giả của pháp môn tịnh độ đó thì mình có thể phối hợp cái quán niệm về hơi thở với cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì có thể là khi mà cô đưa một cái hơi thở từ bên ngoài vào bên trong á, hít vào đó, thì mình niệm chữ Nam. Rồi khi mình thở ra mà cái đây dài mà nhẹ nhàng mình nói chữ Mô. Cứ như vậy là A Di Đà Phật, như vậy là cứ 6 cái hơi thở, tức là 3 cặp hơi thở ra và vào, mình hoàn tất được một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu như mình muốn niệm nhanh hơn nữa đó, thì trong một cái hơi thở ra là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhẩm thôi, niệm nhẩm thì nó nhanh. Rồi trong cái hơi thở vô mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy tâm mình nó sẽ được an. Mình chỉ còn ý thức cái chánh niệm tỉnh thức về cái hơi thở thứ nhất, về cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thứ hai, về các công đức phước thiện cái thứ ba nếu có. Như vậy tâm mình sẽ được rất là an định và do đó nó không bị loạn động. Còn lúc đó nếu mà mình nghĩ là mình niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để cho mình được có phước báo, để khi mình chết mình được tái sanh, thì lúc bây giờ cái ước muốn và cái phước báo và tái sanh nó trở thành một cái loạn động. Còn mình chỉ giữ cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà như là một cái trụ cột để tâm mình nó được dẫn dắt ở trong xung quanh cái trụ cột đó, nó không bị phóng ra bên ngoài, thì lúc bây giờ nó không còn loạn động. Cho nên cái sự định tĩnh nó đã diễn ra một cách rất là dễ dàng. Và tương tự nếu mình nhiệt tình đó, thì trong những cái thời gian mà mình chơi thể thao, mình thể dục hay là những phương pháp phát thủ thì chưa thầy có nói đó, thì lúc đó đó thì mình có thể là phối hợp mỗi cái động tác là một cái câu niệm Phật cũng được. Như vậy là trong cái mà thể thao của mình á, nó cộng thêm cái phước báo mà. Là mình vẫn có được cái phước báo trong lúc hành trì, mình vẫn có được cái chánh niệm trong lúc hành trì, mình vẫn có được sự định tĩnh trong lúc hành trì, nhưng mà sức khỏe mình lại gia tăng nữa. Cho nên nếu mình làm được cách thức đó thì mình không cần phải tốn những cái máy mà máy tập á, không cần phải tốn những máy tập, mình cũng không cần phải đến những cái phòng gym, mình cũng không cần phải đến những cái nơi mà huấn luyện thể dục dụng cụ thẩm mỹ, mình cũng không cần bơ sơ đồ training, mình vẫn có thể có được cái hạnh phúc gì đó. Cho nên nó nằm ở cái cách thức mà mình sử dụng vấn đề thôi, áp dụng vấn đề để thì mình có được giá trị hay không, nó nằm ở chỗ đó đó. Do đó là một cái người đệ tử Phật đó, thì cái pháp môn nó trở thành một cái nền tảng cho mình được an vui. Nếu mà mình là một hành giả tu thiền thì các cái động tác đó mình có thể đưa thiền vào trong đó. Nếu mình là một hành giả tịnh độ thì mình đưa câu niệm Phật vào. Nếu mình là hành giả của mật tông á thì mình có thể đưa cái câu trì chú. Trong bất cứ pháp môn nào mình có thể kèm theo. Cho nên là một hành động của mình đó, nó có thể gọi là 3-in-1, gọi là 4-in-1. Nó có đủ giá trị sức khỏe, giá trị pháp môn, giá trị an tĩnh, giá trị hạnh phúc, đủ hết trong đó, 4 thứ vậy đó.
Còn nếu mà mình không biết cách đó, thì nó chỉ có giá trị sức khỏe là hết, còn ba cái giá trị kia nó không có. Thưa mình thầy, con còn một câu hỏi nữa là khi mình lễ Phật đó thầy, khi con mà lễ Phật đó thì con hay phát nguyện thầy, mỗi một lễ đó, buổi sáng đó, con lễ Phật thì con hay thường hay phát nguyện, như một lễ đầu thì con phát nguyện là con nguyện mở phát nguyện đó. Thì từ từ con lên rồi sao mà khi con xong một và xong hết cái lời nguyện của con ấy, cũng khoảng 10 lời nguyện thì con trả lại cái nguyện đầu tiên, thì có nhiều cái gì lạ. Con chỉ nói là nếu mà con lễ Phật mà con phát nguyện như vậy thì con không có tâm thành để mà thành kính nhân lên chư Phật hết này, thì tâm mình không có thanh tịnh được. Nó không cái nguyện thì con cũng ráng tu tập để mà hành theo cái nguyện của con á thầy. Nó không nhất thiết là như vậy. Cái người mà có khả năng phân tâm cao á, thì trong một hành động á, mình có thể hướng về ba nội dung khác nhau mà vẫn có giá trị tác dụng của nó. Thì dĩ nhiên là một người Phật tử á, thì bản chất của cái lễ lại đó, nó là bày tỏ lòng cung kính của mình đối với Đức Phật, đối với lời dạy của Ngài, rồi đối với những vị xuất gia chân chánh. Bỗng nhiên nó có chất liệu đó thôi. Và chất liệu đó nó được hỗ trợ bằng cái cách thức mà mình lễ lại. Ví dụ như là cái cách mình chắp tay, cái cách mình đưa thân thể mình đi xuống, rồi nâng thân thể mình lên, mình xá chào. Rồi cái hỗ trợ quan trọng hơn nữa là cái quán niệm. Mình lại trong trường hợp này không phải là vì mình thấy ba tánh ăn tế rồi mình lại để mình cho thấy rằng mình là một người tu, nó không phải là gầu danh. Mà mình lễ không phải là chỉ là tập thể dục thông thường, mà lễ đây là bài tỏ lòng tôn kính đàng hoàng. Cho nên nếu mình có được hai cái chất liệu hỗ trợ đó, thì các hành động lễ lại mình nó là thỏa mãn được cái nhu cầu của lòng trung kính, cho nên cái phước báo nó gia tăng. Còn khi mà mình lễ lại mình áp dụng cái câu gọi là nguyện dứt hết tất cả những việc ác á, thì đó là một cách thức rất là sáng tạo. Mà ngày xưa các tổ Trung Hoa cũng đã dạy mình cái cách này trong cái phương pháp ăn cơm truyền thống của tu sĩ á. Ăn cái muỗng cơm nhỏ đầu tiên là nguyện đoạn thức ác, rồi cái muỗng thứ hai là nguyện tu tất cả việc lành, nguyện thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái truyền thống đó đâu có ai nói rằng là mình không tôn kính Đức Phật đâu, mình vẫn làm cái bài cúng dường, mình vẫn cao tụng Đức Phật, nhưng mà cái đó cái hoạt dụng của sự tu tập bản thân nó vẫn có. Cho nên trong hành động mình lễ bái Đức Phật là tam bảo nói chung á, mình có thể phát nguyện bằng cách này bằng cách nọ, nhưng mà đừng để cái lời phát nguyện đó nó trở thành một cái gọi là khô cứng về phương diện hình thức. Có nghĩa là mình phải nêu ra cái khuynh hướng cụ thể, ví dụ giờ mình đoạn ác là đoạn cái gì nó thuộc về ác, và đoạn cái ác là đoạn cái nào, đoạn bằng cái cách gì nữa thì nó mới có hiệu quả. Thì lúc bây giờ mình có thể đi vào một cái cách chi tiết hơn. Ví dụ bây giờ trong gia đình của mình rất là thương con, mình thương chồng, mình thương cha mẹ, nhưng mà cái mối quan hệ đôi lúc nó có những cái là lấn cấn với nhau. À, thì cái lấn cấn đó chữ ác này nó gồm có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là những việc làm xấu, từ lời nói ý nghĩa việc làm. Cái thứ hai là cái gì nó chưa hoàn thiện, cũng từ lời nói ý nghĩa việc làm, trong mối quan hệ mình với người khác một cách trực tiếp và gián tiếp. Lúc bây giờ mình coi cái xấu, cái chưa hoàn thiện nó nằm ở cái góc độ nào trong gia đình mình, giữa mình với người chồng, giữa mình đối với những người con, giữa mình đối với những người thân bên phía cha mẹ của mình và người thân bên phía chồng của mình. Thì khi mà mình thấy cái đó nó đang còn, ví dụ như giờ cái bất đồng về gọi là mẹ chồng và con dâu nếu có, ví dụ vậy, thì mình thấy đó là một cái điều ác, một điều không tốt, một điều chưa hoàn thiện. Thì mình khi mình phát nguyện cái câu là nguyện đoạn những thiết ác đó, thì mình có thể áp dụng cái đoạn thiết ác đó là nằm ở trong cái quan hệ này. Và khi mình muốn dứt được nó, mình phải tìm nguyên nhân tại sao có mâu thuẫn giữa mình và cái người mẹ chồng của mình. Do bà khó tánh hay do mình khó chịu, hay là do cả hai, hay hoặc là do một cái hiểu lầm nào đó, hoặc là do vì cái người mẹ thương người chồng quá mức cho nên là không muốn cho con trai của mình bị mất đi vào tay của đứa con dâu của mình. Nếu mà nó là một cái chất liệu tình cảm gì mình có thể cảm thông được, mình tháo gỡ nó ra. Thì vì cái quyền nội dưới các đó nó mới đặt cho mình cho một cái cách thế mà mình tìm một cái giải pháp cụ thể cho những cái nạn vấn của mình đang gặp, về cá nhân, về gia đình, về quan hệ, về tình cảm, về tình yêu, về hôn nhân, về hạnh phúc, tức là tất cả cái đó. Cho nên là mình nêu ra một cái cụ thể thì nó hiệu quả nó cao hơn. Còn mình chỉ lặp cái câu đó thì nó, nếu không khéo nó trở thành bị chai đi. Cái ý thức của mình về cái chuyện mà dứt ác nó không xuất hiện, mà nó trở thành một cái máy lặp vậy đó, giống như mình mở một cái băng cassette lên, nó lặp tới lặp lui,
mình huấn luyện riết là nó trở thành thói quen thì nó trở thành chai sạn, và do đó cái ác mình không dứt được. Còn khi mình nêu nó ra, mình phải đặt nó ra vào một tình huống cụ thể nào đó. Tương tự, nếu như cái người lễ bái nào đó họ đặt ra một cái quyền ước là quyền tu tất cả các việc làm, thì trong trường hợp này thì các việc làm thì nó dễ cụ thể là cái việc làm tốt cho mình, cho người khác ở hiện tại và tương lai, thì cái đó nó đều là việc làm. Như vậy là nó có thể liên hệ đến cái chức nghiệp, cái vai trò, cái vị trí, cái phương tiện, cái công cụ, cái cách thức mình thể hiện mang lại cái hạnh phúc an vui cho người khác là đều là việc làm hết. Thì đó mình dấn thân, mình dấn thân cách cụ thể, mình dấn thân theo một cái tiến trình gọi là ngày càng nhiều hơn, ngày càng sâu hơn, ngày càng phổ biến hơn. Mình có thể dấn thân theo cái cách thức là trực tiếp, rồi từ cái gián tiếp qua cái trực tiếp, hoặc là mình dấn thân theo cái kiểu mà trước đây nó thêm một cái định kỳ. Ví dụ giờ 4 tháng mình có thể bố thí một lần, cúng dường một lần. Bây giờ mình có thể rút ngắn cái thời gian nó lại còn lại 3 tháng, còn lại 2 tháng, còn lại 1 tháng, và thậm chí mỗi ngày mình có thể làm. Lúc nào mình có thể gọi là mở rộng đôi tay tình thương ra để mình giúp người khác, như là một cái cách thức để mà hoàn thiện cái tư cách đạo đức nhân vị của mình vậy đó. Thì lúc bây giờ là mình sẽ tăng thêm giá trị. Cho nên là cái lời phát nguyện nào cũng vậy đó, nó phải gắn liền với cái hành động cụ thể, mà nhất là mình liên hệ đến cái vai trò của mình á, những cái gút mắt của mình trong cuộc đời là cái gì, thì mình phát nguyện mình đoạn nó thì nó tốt. Cho nên nếu như trong một cái hành vi lễ lại mà mình biết áp dụng cái câu mà nguyện đoạn trước thức ác, nguyện tu thức thiện theo cái cách thức vừa nêu á, hoặc tối thiểu là cái cách thức này giống như mình nêu thông thường thôi, nó vẫn có giá trị rất là lớn về công việc diện tu tập về hành trì, rồi nhất là về tâm linh. Cho nên mình đừng có sợ rằng là cái chất liệu của lòng cung kính nó không có, nó sẽ có thôi. Ví dụ như mình quan sát những vị Lạt Ma Tây Tạng đi, khi họ lễ bái á thì họ đâu có trang nghiêm giống như người Việt Nam và Trung Hoa đâu. Người Trung Hoa là một cái người mà họ rất là đứng đắn về phương diện hình thức, hay lắm. Nó có một cái kinh lễ mà dạy về cái quan hệ đối tác giữa mình và người khác, dạy về cái cách ăn nói, dạy về cách đối tác, dạy về cách thể hiện cái lòng tôn kính vai trò của mình. Cho nên khi Phật giáo Trung Hoa có mặt thì lúc bấy giờ cái truyền thống gọi là ăn mặc của tu sĩ nó thay đổi. Cái nghi thức mà mình đắp y lên chánh điện nó rất là đỉnh đạt quá. Mình coi những bộ phim về Thiếu Lâm thôi, mình thấy là nhà sư rất là đỉnh đạt, trang nghiêm, hay lắm. Đó. Thì bỗng dưng là trong một cái lễ lạ như vậy thì người Trung Hoa đã tạo một cách thức là bày tỏ lòng trung kính một cách tuyệt đối. Bởi vì cái đầu á mình cũng tiếp xúc, hai cái đầu gối mình cũng tiếp xúc, rồi hai cái cùi chỏ mình cũng tiếp xúc, như vậy nó được gọi là ngũ thể đầu địa. Cho nên đó là mình lại xuống như vậy là mình nâng cái bàn chân, mình đang hình dung, mình đang quán niệm, mặc dù Đức Phật không có đó. Đức Phật đang ngồi trên bàn thờ chứ đâu có nằm ngồi dưới đất đâu. Nhưng mà mình phải quán niệm rằng là cái bàn chân của Ngài đang ở trước cái trán của mình. Hai bàn tay mình đang nâng cái trán này lên, cho nên khi mà lại mà đúng cách á thì khi lại xuống mình phải để cái tay vậy nè. Để chi? Để mình nâng cái trán lên. Còn cái nâng cái bàn chân Ngài lên rồi cái trán mình nó mới đụng vào cái bàn chân đó. Thì đó là cái cách bày tỏ lòng tôn kính qua cái cách thức là quán niệm. Bởi vì đây nó bắt nguồn từ một cái văn hóa cung kính của người Ấn Độ. Tức là khi mình kính một người nào đó đó thì cái mà dơ dáy nhất trong con người đó là cái bàn chân thôi. Mình vẫn có thể bày tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối. Cho nên đối với Đức Phật mình cũng phải bày tỏ một cách tương tự như vậy. Cho người Trung Hoa nó đã vẽ là một cái truyền thống văn hóa tâm linh tôn giáo rất là hay. Năm cái vị trí trong cơ thể của người tiếp xúc của Bậc Đắc để mình tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối. Thì như vậy là mình vay mượn cái phương pháp đó thì mình có thể có được cái lòng tôn kính, mà mình vẫn có được phương pháp quán niệm trong tu tập, nó rất là hay. Còn người Tây Tạng thì họ không có quan trọng về vấn đề hình thức. Và cái thứ hai nữa là cái pháp tu của họ đó nó bắt nguồn từ những cái phương pháp sám hối. Thì có nhiều người họ phát nguyện là họ phải lại là gọi là 10.000 vị Phật khác nha, một dạng Phật. Thì như vậy là cứ một ngày như vậy họ phải phát nguyện lại là 300 lại mỗi ngày. Và do đó nếu mà lại mà cái cách đỉnh đạt trang nghiêm giống như người Trung Hoa làm sao họ lại kịp, mồ hôi mồ kê nó chảy ra sao chịu nổi. Cho nên người Tây Tạng chịu cho nên người Tây Tạng họ lại thì mỗi người như vậy họ mang một tấm dán bị ngang nó khoảng là 6 tấc hoặc là 7 tấc thì đó, chiều dài khoảng là 2 thước thì theo cái chiều cao của người. Mà tấm dán đó mình nếu mình chịu khó mình để ý cái nó lắng con giống như là mấy cái gõ giường dán ở Việt Nam vậy đó. Tại vì cái mức độ họ tiếp xúc vậy đó, họ lại cái hồi chưa nằm sắp một cái người thẳng hai bàn tay hai bàn chân tay như thế này thì là cái dán nó riết nó lắng con luôn, nó mòn luôn. Có nhiều cái chỗ như đầu gối á, cái vị trí mà gò gối với là hai cái chỗ của mình
thì chỗ đó nó bị khuyết xuống một cái lỗ, đến độ như vậy đó. À, và có dịp thì quý vị cứ qua bên Bồ Đề Đạo Tràng. Dạ. À, qua bên Bồ Đề Đạo Tràng thì thấy người Tây Tạng họ lại dữ lắm. À, hoặc là qua bên Bồ Tát La, cái cung điện ở Tây Tạng á, thì họ lại theo cái truyền thống đó. Thì như vậy á, thì trong lúc mà họ lại có nhiều người họ mặc quần đùi đó, họ mặc áo thun lá, tại vì thôi mồ hôi chịu không nói, cho nên họ cứ lại như thế đó thôi mà họ vẫn có thể bày tỏ lòng tôn kính được, không sao hết trơn á. Thì cái phương pháp đó thì khó được chấp nhận ở Việt Nam lắm, tại vì khi lại xuống nhìn thấy nó thô, nó không có thẩm mỹ. Còn cái người Trung Hoa thì có cái y, khi lại xuống cái y nó phủ trùm thân thể của con người, cái bàn chân của mình nó không bị lú ra, rồi thân thể mình nhìn thấy rất là đẹp, nó tôn kính đó. Nên là cái khả năng đó về tôn kính về phương diện hình thức đó, nó có thể hỗ trợ cho cái tôn kính về phương diện nội tâm của mình đối với Đức Phật. Còn phương pháp của người Tây Tạng đó, nó không có được cái chất liệu đó, nhưng mà nó được là khắc phục bằng cái cách quán niệm. Khi lúc họ lại, họ quán niệm rằng Đức Phật đang ở trước mặt họ, họ bày tỏ một cái lòng tôn kính tuyệt đối, cho nên là cái giá trị của lòng tôn kính nó vẫn có. Do đó cô đừng có ngại, nghĩa là khi mà mình lại Phật đó, mình có thể ứng dụng là cái phương pháp là quán, tức là nguyện đoạn những thức ác trong 10 cái lại đầu, 10 cái lại kế tiếp là nguyện tu những thức thiện, 10 cái lại tiếp nữa là nguyện đoạn tất cả chúng sanh, hoặc là một cái câu quát phát nguyện nào đó mà mình thích á, có thể là lấy tứ quan thầy nguyện để mình phát nguyện. Thì 10 câu lặp lại một lần theo một chu kỳ, hay là 20 câu hay là 30 câu là tùy theo mình. Ở Việt Nam và Trung Hoa, các hòa thượng mà khi dịch kinh á, là nhiều hòa thượng gọi là có tấm lòng lớn, thì dịch một câu là lại một lại và phát nguyện, và mong sao cho cái chất liệu chánh pháp thông qua cái bản dịch này đó, nó có thể mang đến cho những người có nhu cầu á được sự an vui hạnh phúc. Cho nên với một cái lòng thành tâm như vậy á, thì cái dịch phẩm kinh đó khi mà được ấn hành đó, người ta đón nhận một cách nồng nhiệt lắm. Ví dụ như là các bản dịch của hòa thượng Trí Tịnh á, hòa thượng đều làm như vậy, cứ mỗi một câu dịch hòa thượng làm một lại hồi hướng công đức. Và bản dịch của ngài thì nó không có hay lắm về phương diện dân phong, bởi vì nó bình dân, nó mang cái chất liệu dân phong cách đây là 50-60 năm về trước. Nhưng mà quần chúng ở trong và ngoài nước Nam Trung Bắc phần lớn đều thọ trì những bản dịch của hòa thượng Trí Tịnh hơn là những bản dịch của hòa thượng Trí Quang, mặc dù rất là bác học triết học hay ông giọng, nhưng mà ta không chuộng bằng. Cho nên nếu mà mình có được một cái lòng thành tín, cái thứ hai nữa là mình đưa cái phương pháp quán niệm vào trong cái tu tập trong lúc mà mình dịch á, thì cái tác dụng của tác phẩm nó cũng cao lắm. Có thể là mình không tin, nhưng mà về nhân quả nó có, về nhân quả nó có những cái chất liệu đó. Cho nên đó là trong một hành động lễ lại mà mình có thêm quán niệm về tu tập á, thì mình có được hai giá trị của pháp môn. Cái giá trị thứ nhất là lòng tu kính, giá trị thứ hai là quán niệm, giá trị thứ ba là an vui hạnh phúc. Cho nên là cứ tiếp tục làm như vậy là rất là tốt, một là một cái rất là sáng tạo á. Cho nên là đừng có sợ người ta có thể nói nhưng mà nó không đúng đó, còn cái cách làm như vậy là nó rất là hay. Thầy cũng cho câu hỏi nữa thầy. Một hồi Phật tử mà khi tới chùa đó thầy, thì theo lời ăn tiếng nói đó thầy, thì mình nên, thí dụ như mình tới chùa mình thấy chuyện có trang nghiêm thanh tịnh đó thầy, mà như hôm kỳ rồi có sư cô về nói là mình trang nghiêm, mình nói chuyện mà nhỏ nhỏ sư cô là cho là mình rù rì chia phái chia phái đó thầy. Như vậy thì mình nếu mà nói lớn á, thì có Phật tử phê bình là mình không có trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà nói nhỏ cho mình là rù rì nói xấu cái này người kia chia phe chia phái. Như vậy người Phật tử tới chùa phải nín nói hay là nên nói sao thầy? Còn khi con còn phân vân cái đó lắm thầy. Có nghĩa là sư cô nói á, là có nghĩa là không phải là rù rì, tùy theo cái rù rì, ví dụ rù rì người ta bị nhỏ mình riêng ở ngoài, còn cái rù rì mà ví dụ mình nói nhỏ mà nói về đề đạo cái đấy sư cô đâu nói vậy. Không phải đâu, tại vì chính con cũng bị rầy rồi, thành ra con phải non, con nó không phải cái nói như thế này nè. Cái chuyện mà nói hay là nín nó thuộc về nhu cầu, nó thuộc về cái điều kiện. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra có 5 tình huống nói hay không nên nói. Tình huống thứ nhất là nói ra nó có hại cho mình và cho hại cho người khác, thì Phật kêu là nín là tốt nhất. Trường hợp thứ hai là nói ra nó chỉ có lợi cho mình mà không có lợi cho người khác, Đức Phật cũng kêu nín. Trường hợp thứ ba nói ra chỉ có hại cho người khác
chỉ có lợi cho người khác mà không có lợi cho mình, Đức Phật cũng kêu nín. Trường hợp thứ tư là Đức Phật nói là hại người khác mà hại mình, Đức Phật nói là càng phải nín nữa. Thì với trường hợp thứ năm là lệ mình mà lệ người, thì Đức Phật là kêu mình nói. Còn nói cái cách thức để mà biểu đạt cái nói đó, có người thì nói một cách rất là dõng dạc, nói một cách rất là công khai, nói một cách rất là sang sảng, nói một cách rất là lớn tiếng, nó thuộc về cá tính người kia, chứ chuyện không sao vậy á. Và có nhiều người thì họ thích biểu đạt một cách rất là nhỏ nhẹ, âm thầm, rù rì rú rí, không sao vậy á, miễn cái giá trị nội dung của lời nói đó là có lệ hay không có lệ. Tuy nhiên nếu mình áp dụng cái chuyện nói ở trong một cái cộng đồng tu tập á, ví dụ như là một cái chùa, thì chuyện nói hay không nói nó là một chuyện rất là nhạy cảm. Là bởi vì thí dụ như đang cái thời mà ngồi thiền đó, thì cái nói đó là một cái trở ngại cho người khác, dù mình có rù rí thì nó đều là có hại đó. Bởi vì trong lúc mà ngồi thiền á, người ta cần cái yên lặng từ tối. Đức Phật nói trong kinh á là âm thanh á là cây gai của thiền định, nó làm cho mình phiền não lắm. Cái chùa mà gọi là nằm sát mặt tiền, xe chạy ào ào qua lại là khó ngồi thiền lắm. Tại vì âm thanh nó, dù mình có phương pháp quán niệm cỡ nào đi nữa, nó tác động vào ngoại cảnh, mà nhất là qua âm thanh tiếng ồn nó làm cho mình khó chịu. Và nhất là cái người sống ở Mỹ quen rồi đó, thì bỗng nhiên là họ không chịu tiếng ồn được. Ai mà tạo tiếng ồn, họ có thể complain, họ có thể su, họ có thể thưa kiện, họ có thể báo cảnh sát v.v. Thì đó là trong lúc đó là mình phải yên lặng cái tuyệt đối. Hoặc là trong một cái khóa gọi là niệm Phật, thì dĩ nhiên cái im lặng trong trường hợp này là không nên. Tại vì niệm Phật á, người ta phần thường vận dụng là niệm ra tiếng để quán tưởng, để tâm thành, để hướng về pháp môn. Và lúc đó mà mình im lặng như vậy á, thì mình không có gọi là tạo thành một cái cộng nghiệp tu tập. Cho nên trong trường hợp này mình phải niệm lớn tiếng, chẳng những niệm mà niệm lớn tiếng, miễn cái điều kiện của cái cuốn phổi của mình, điều kiện của cái thanh quản của mình, điều kiện của cái cổ của mình nó cho phép, là mình cứ phải niệm tốt thôi. Cho nên là nói lớn hay nói nhỏ là tùy trường hợp, tùy điều kiện. Còn nói lớn là tốt, nói nhỏ là không tốt, hay là nói lớn là xấu, nói nhỏ là tốt đó, thì chuyện đó không xác định được, nó tùy tình huống cụ thể. Tuy nhiên khi mà về chùa thì mình nên tận dụng cái cơ hội, gọi là nếu mà phải phát ngôn thì mình phát ngôn những lời có lợi ích, nó mang chất liệu của sự xây dựng, nó mang cái chất liệu của sự đoàn kết, nó mang chất liệu của tình thương, của cái sự quan tâm, hiểu biết, cảm thông. Còn nếu mà nói mà nó đi ngược lại những tinh thần này thì Đức Phật khuyên là thà mình im lặng, bởi vì mình nói ra có thể là cho người kia mang một cái nỗi đau, niềm buồn, mang một cái nỗi chết, thiết lập một cái phiền não, thì cái nói đó nó rất là nguy hiểm, dù mình nói nhỏ hay nói lớn đều nguy hiểm giống như nhau hết á. Cái trường hợp thứ hai, có nhiều người gọi là giận người khác mà không nói, thì cái niềm nhìn giận và nỗi đau nó còn lớn hơn nữa. Cho nên trong trường hợp đó Đức Phật khuyên mình phải phóng thích, nhưng dĩ nhiên là mình phóng thích nó một cách an toàn. Phải có cách để phóng thích an toàn thôi. Chứ còn mình đang giận người kia, mình cứ gọi là buông lời ra, nói một cách cọc cằn, theo cái kiểu mà một nhà thơ nào đó nói, một đứa cọc cằn trên đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Thì lúc bấy giờ thì mình và người kia đang đổ dầu vào trong cái lửa của cái niềm buồn và nỗi đau, và lửa này nó có thể thiêu đốt cả hai. Thì trong trường hợp đó đó là Đức Phật nói là nếu như mình buồn á, mình phải nói ra để mình phóng thích. Nên cái nhu cầu phóng thích trong trường hợp này nó giống như là phóng thích một cái nỗi đau vật lý đó. Ví dụ như một bệnh nhân phóng thích nỗi đau vật lý bằng cách là họ có thể là bấu tay vào cái thành giường, bấu chân co rút lại, nhăn mặt nhó mày, là nhăn nheo gì đó, thì nó cái nỗi đau nó sẽ được kiềm chế được. Hoặc là họ có thể dùng cái gì đó đánh vào cái chỗ có thể chịu đựng được, ví dụ như là bả vai hay là cái đùi, đánh vào thật đau, nhéo thật đau đó để cho nó quên cái nỗi đau kia. Là cái phương pháp thay thế cho cái nỗi đau nó được phóng thích ra một cách nhẹ nhàng và an toàn. Hoặc là nó có những cái cách và hỗ trợ, ví dụ như là cần một cái người thân an ủi, dỗ về, chăm sóc, chia sẻ, hoặc là ở bên cạnh giường của mình thôi, thì bỗng nhiên là nỗi đau của mình nó sẽ được vơi đi liền. Thì cái đó là cái cách thức phóng thích nỗi đau. Thì cái nỗi giận, cái niềm không vui nó cũng vậy, nó cũng phải có nhu cầu để phóng ra. Lúc bây giờ mình có thể nói với người kia một cách rất là nhẹ nhàng, mình nói ra rồi thì nghe thấy lòng mình nó thoải mái liền. Không có nhiều người nó không nói là chịu không nói, lúc đó là cần phải nói, phải nói, mà nói một cách đàng hoàng xây dựng. Còn người kia ta lắng nghe không đó là chuyện khác, khi mình nói ra rồi mình không có phải bận tâm nữa. Đức Phật dạy trong kinh đó, là trong trường hợp người ta nói oan ức mình, người ta nói không đúng về mình, người ta phê bình mình, người ta chỉ trích mình, Đức Phật không bao giờ dạy mình im lặng hết trơn. Sư Phật dạy là mình phải quán sát lại cái lời nói đó.
xem là mình có bao nhiêu phần trăm hay là mình không có gì hết. Nếu như mình có thì mình phải rút kinh nghiệm, mình học hỏi, mình không được buồn người kia, mình phải ôm người kia. Nếu như mình không có, mình lại càng không được buồn người kia nữa, mà mình nghĩ rằng người kia đang gọi là răn nhắc mình trong tương lai để cho mình đừng bao giờ có, cho nên mình không buồn. Nhưng mà Đức Phật nói là mình vẫn phải có trách nhiệm đính chánh lại, mình phải trình bày cái sự thật của mình. Cái này có trong chúng tôi, cái này không có trong chúng tôi, cái này là sai, cái này là không đúng. Mình nói những cách rất là nhỏ nhẹ, rất là an vui, rất là hòa. Còn người kia tin hay không là chuyện của họ. Sau khi mình nói xong rồi mình hết trách nhiệm. Còn nếu người kia vẫn giữ cái đội kết đó, họ vẫn tấn công mình, vẫn chỉ trích mình, vẫn phê bình mình, đó là họ gieo cái nghiệp xấu. Còn mình không còn nữa, mình không có rút đối với họ, mình vẫn phải nói. Nhưng mà ở trong luận Bảo Dương Tam Muội á, do các tổ thì các tổ là khuyên mình là không nên biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Thì cái câu nói đó nó không đúng với tinh thần nhà Phật. Nó có thể rất là hay trong một số tình huống, là bởi vì ví dụ mình và người kia không thân, nó có một cái ác cảm có sẵn trong quá khứ về một cái danh, cái giọng, cái địa vị, cái sự chắc mắc nào đó rồi. Thì bỗng dưng á là trong trường hợp mà cái quan ức mà nó được bùng nổ giữa hai người á, mình càng nói chừng nào thì kia nói là mình có tật trục trặc, cho nên lúc bây giờ cái phản tác dụng nó sẽ cao hơn. Thì trong trường hợp đó đó, mình im lặng nó lại trở thành hay, mà mình có thể nói bằng hành động cụ thể, mình chứng minh cho người kia thấy rằng là tôi không phải là con người như thế đó bằng những hành động, nhưng mà chứng minh bằng một thái độ rất hoan hỷ, chứ không phải là bằng hành động trả đũa và hành động hận thù, bằng hành động không vui. Thì trong trường hợp đó là cái trách nhiệm mình đã xong. Còn trong mọi tình huống mà lúc nào mình cũng im lặng hết trơn á thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm là bởi vì có những cái gút mắt á, nó chỉ cần có một lời nói nho nhỏ thôi là nó tháo gỡ được liền, hai bên có thể khai thông với nhau. Nhưng mà mình là tự ái, người kia cũng tự ái, cho nên là hai bên giữ cái tự ái này với nhau, rồi cuối cùng cái nỗi đau nó gia tăng, nó lớn mạnh, do đó rất nguy hiểm. Nếu như trong trường hợp mà Đức Phật nói là không có thể nói ra được, bởi vì nói có thể hại cho mình và hại người kia, lúc đó Đức Phật im lặng. Nhưng mà im lặng này Đức Phật là thêm một cái tính từ là im lặng của bậc thánh, im lặng thánh, noble silence. Tại vì Đức Phật nói là cái im lặng thánh là cái im lặng của thiền định. Trong thiền định con người có thể là buông hết tất cả mọi sự chấp trước, buông hết tất cả mọi sự giận hờn, buông hết tất cả những cái mặc cảm, những cái tự ti, những cái bực dọc, tức tối gì đó. Thì lúc bây giờ là người kia có thể làm cho mình đau, nhưng mà mình không giữ lại cái nỗi đau đó. Người kia có thể làm mình buồn, nhưng mà mình không có chấp cái buồn đó. Cho nên là mình im lặng, nhưng mà nó có một cái sự chuyển hóa rất là lớn về mình và người kia. Thì trong trường hợp đó là mình nên im lặng. Còn bằng không á là mình nên nói ra, nên nói ra theo một cách thức nhỏ nhẹ nào đó, mà nhất là nói với thái độ xây dựng á, cảm thông thì người kia dễ lắng nghe và chấp nhận hơn. Còn mình nói với một thái độ gọi là để mà trả đũa thì người kia khó chấp nhận được lắm, dầu họ biết họ trật họ cũng trình lại với mình thôi. Cho nên là cái chuyện mà nói á, hay nín á, là một chuyện mà mình phải xét được, xét lại cái giá trị của nó. Nếu tôi đâu phải nói, nếu tôi phải phát biểu, nếu tôi phải nhận định đánh giá thì tôi phải phát biểu và nói như thế nào để cho cái hai cùng được lợi lạc. Còn nếu tôi im lặng thì tôi im lặng theo cách nào để tôi không còn phiền não, tôi về tôi không bực dọc, tôi không tức tối, tôi không có nuôi hận thù. Thì cái đó nó thuộc về cái thái độ và cái cách nhìn, và nó đòi hỏi đến cả một nghệ thuật ứng dụng. Còn nói lớn hay nói nhỏ nó thuộc cá tính, cho nên nó cũng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Chứ có nhiều người họ chỉ thích nói nhỏ nhẹ, mà mình nói lớn tiếng quá họ phiền não liền. Nhưng mà có nhiều người họ phải thích nói sang sảng vậy, mình nói nhỏ họ buồn ngủ. Thì trong lúc đó thì mình không nên rù rì, mà mình phải nói cái cụ thể, cho nên nó là một vấn đề rất là nhạy cảm đó. Cho nên là mình phải coi cái người kia thuộc về cái cá tính nào để cái lời nói mình có thể ứng với cái trường hợp đó. Cho nên cái lời nói của Đức Phật được gọi là cái pháp âm hay là duyên âm, cho nên đó là một cái âm thanh tròn, âm thanh hoàn hảo, âm thanh tốt đẹp. Và tất cả mọi đối tượng nghe ngài nói trực tiếp hay gián tiếp đó, đều được cái vui, đều được cái hạnh phúc hết trơn á. Nhưng mà mình lại không có được cái khả năng đó đâu. Thì trong 10 người mình nói đi, được là 6 người mà đồng tình với mình, quan hệ với mình là good lắm rồi. Cứ được vào 10 người là khó lắm, tại vì cá tính của mỗi người nó khác à. Cho nên mình đừng có, nhiều khi sư cô gọi là đưa ra một cái đề nghị, ví dụ như nếu mà mình có phải nói chuyện á, mà nói chuyện về thế tục, nói chuyện về trong gia đình, vô trong chùa nói chuyện, nhưng đó là không có giá trị lớn. Cho nên là sư cô nên là có thể khuyên mình là nói rù rì nhỏ nhỏ thôi. Còn khi mà mình là đang nói xấu người khác, thí dụ là mình nói về những cái không tốt người khác mà nó rù rì, nó trở thành một cái không hay, nó tạo nồi chết kia đó lắm, hoặc nó tạo thành cái chất liệu hoài nghi của người khác nữa, người ta không biết là mình đang nói cái gì. Cho nên là khuyên mình nói ra một cách cụ thể, còn không nói thôi mình im lặng.
Còn khi mình muốn nói mình có thể giơ tay mình nói thoải mái, nói xong rồi mình buông à, thì lúc đó thì nó lại hay hơn là mình cứ nói rì rì, người ta không biết mình nói cái gì. Và những người hoài nghi ta nói ủa chắc là đang nói xấu tôi, đang nói này nọ, thì cái đó người ta dễ phiền não lắm. Tại vì mấy chàng ma thì hay nhiều cũng hay lắm chuyện. Dạ. Thường với cô với thầy á thì hay anh nói là nên lấy cái nhà kiến đó là chánh điện để cho giữ cái thanh tịnh. Dạ, đó, thanh tịnh. Nhỏ nhẹ một chút, đừng đừng lớn tiếng. Dạ, thì thực tế mà nói đó thì cái thói quen nói á, ai cũng có. Người nam cũng vậy, nhưng mà người nam có thể có những cái độc thoại. Người nữ thuộc về có hai dạng, một cái dạng là thích nói nhiều, nhưng mà cái người nói nhiều sẽ nói rồi họ có thể buông. Còn cái người mà ít nói á, thì nó hướng nội nhiều á, thì họ có thể đọc thoại. Tối về họ nói hàng loạt, họ có thể dựng lên những mẫu đối thoại, những cái conversation giữa họ và người kia, những cách đối đáp à, đối đáp như thế nào để cho người kia đau, để cho người kia bị thua, để cho người kia bị khắc phục là cái gì đó. Có thể nó rất là phức tạp. Cho nên á, là cái lời đề nghị mà cô vừa nêu nó rất là hay. Biến một cái nhà bếp thành một cái chánh điện là chuyện khó vô cùng, nhưng mà đơn giản. Mà nếu mà làm được á, thì lúc bây giờ cái nhà biểu đó chính là đạo tràng à, ở những cái nơi khác cũng đều là đạo tràng đó, đó. À, do đó là thường trong các ngôi chùa của Trung Hoa mà nhất là Đài Loan hiện tại đó, thì trên loa đó nó được thiết lập ở các phòng, ở trên chính điện cũng có, ở nhà tăng cũng có, ở công viên cũng có, ở mấy cái con đường từ cái dải điện này qua điện kia, ví dụ điện Nhân Thù, điện Quan Âm, điện Di Lặc, điện Thích Ca à, đều có lo hết á. Rồi trong nhà bếp, trong cái nhà ăn, thậm chí trong nhà vệ sinh cũng có lo nữa. Cho nên ví dụ khi mà một cái nghi thức được cử lên á, thì mọi người ở trong chùa đều có thể là tham dự. Có thể mình không tham gia tham dự trực tiếp, nhưng mà mình tham dự bằng cái tâm mình hướng về đó. Lúc bây giờ bỗng nhiên mình không thể nói à, ví dụ như mình đang làm nhà bếp và cái thầy kinh nó đang được diễn ra, mình vẫn đang nghe âm thanh của cái bài kinh, thì lúc bây giờ mình đâu có thể nói đấy. Mà nói như vậy mình mất lịch sự với những người khác. Cho nên người ta nhiếp tâm hướng về cái thời khóa nó rất là hay. Và cái công việc á ở trong chùa nó vẫn được khai thông. Khai thông còn những ngôi chùa Việt Nam mình không có cái đó. Cho nên vào nhà biếu thì mình có thể nghe nhiều âm thanh khác nhau. Mình có thể nghe chuyện của một cái chợ cũng có, nghe chuyện của người bạn cũng có, nghe chuyện của những người mình không thích cũng có. Nó đủ loại âm thanh ở trong chồng hết á. Nhưng mà lúc đó đó mình có thể là học theo hành cái Bồ Tát Quan Âm á. Tức là mình quán các âm thanh đó đó như là những cái nhu cầu, những nhu cầu nó đang được tuôn ra vậy đó, thì mình hiểu tại sao con người có những nhu cầu đó, tại sao con người có những ức chế đó, tại sao con người có những nỗi khổ đau đó, tại sao con người phải phóng thích quăng cái nỗi khổ đau vào người khác như vậy một cách rất là cố tình. Mình có thể hiểu, khi mình hiểu được cái nguyên nhân thì mình có thể dễ dàng quan hệ tha thứ. Do đó mình đừng có đặt nặng vấn đề là cái người nữ tại sao nói nhiều quá, thì đừng nghĩ vậy, mà nói như là một nhu cầu thôi, nó là cái cách phóng thích. Nhưng mà khi vào chùa thì mình nên hạn chế nói, để cho tâm mình có thể hướng về tam bảo, hướng về điều lành tốt hơn. Còn mình nói thì giống như mình đang cấy những cái ngọn lửa vào trong cái nhà bếp. Mình đang nói mình có thể cấy vào trong cái nồi cơm, mình cấy trong cái nồi canh, mình cấy trong cái cọng rau, mình cấy nó trong tất cả những cái gì mình liên lạc đó. Nồi ơi, son chảo, đũa, muỗng này nó thì rất nguy hiểm. Thì là đúng giờ cũng bị phóng tay hết thì, nhất là những cái lời nói mà nó thuộc về sân hận á, bực tức này nọ, thì nó có thể có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp theo cái cách đó hết. Cho nên cái lời đề nghị đó rất là hay, không biết là của thầy nào, của sư cô là nó biến cái nhà bếp là trở thành cái nhà chùa, trở thành cái chánh điện là tuyệt vời vô cùng. Ở Việt Nam á thì những cái ngôi thiền viện do Hòa Thượng Thanh Từ sáng lập á, thì có một cái truyền thống là không có Phật tử phụ nấu bếp. Là quý thầy xuống nấu hết á, cho nên là chia ra, nó giống như cái truyền thống của Trung Hoa vậy đó. Cái này là lấy truyền thống của Trung Hoa, có nghĩa là trong một ngày như vậy á, thì có một số người gọi là trực nhật quả đường, tức là lo chuyện mà sắp bàn ghế, chén đũa, rồi dọn đồ ăn, rồi hạ đồ ăn xuống, rồi rửa này nọ, tức là có những người trực cái đó hết. Thì trong nhà bếp cũng vậy, thì coi như là có người làm trong ngày này, có người làm trong ngày khác, còn có người làm một tuần, chứ không bao giờ là làm thường xuyên giống như là chép khúc à, những người mà chuyên làm đó họ không giờ. Cho nên ai cũng được huấn luyện về cái thao tác là nấu nướng, rửa, rồi đi chợ búa, rồi tính toán tài chánh trong chợ búa này, là ai cũng biết làm chuyện đó hết á. Cho nên cứ lưng phi với nhau như thế này nè, thì như vậy thì trong nhà bếp đó sẽ không có Chúa Sơn Lâm.
Thì tại vì bây giờ ở Việt Nam á, chứ là nói sự thật thôi, quý cô cũng quan hỷ dùm. Chứ để không có nói, phải là mình nói kiểu mà phê bình chỉ trích, mà nói để phản ánh một cái sự thật. Cái ngôi chùa nào mà có một cái ban nhà bếp thì những người nhà bếp đó có quyền lắm ạ, có thế lắm, bởi vì nắm cái bao tử và cái cuốn bao tử, thích thì mình cho ăn nhiều, không thích mình cho ăn hết, thích thì mình nấu ngon, không thích mình nấu thế này thế nọ, thì rất là nguy hiểm. Cho nên nó đều có những lấn cấn hết trơn á, mà nhất là các Phật tử mà lớn tuổi á, mà quản lý nhà bếp á, thì tâm chúng mệt lắm. Rất là mệt. Dạ. Thì bây giờ đó là ở trong cái ngôi chùa mà đông chúng á, có chừng 20 tu sĩ trở lên á, thì hầu như ai cũng có ít nhiều cái kinh nghiệm đối với nhà bếp á. Tức là có nhiều nhà bếp mà nếu như mà mình không biết tận dụng để tu á, thì bỗng dưng đó là sau khi mình làm thời gian, mình có được cái vai trò ở trong cái ban nhà trù, ở trong chùa gọi là ban nhà trù, rồi bây giờ mình có thể lớn tiếng với tăng ni, mình có thể lớn tiếng với lại pháp hữu của mình có thể lớn tiếng với những người đồng đạo của mình. Mình nghĩ cái đó là một cái hãnh diện, cái tự hào, nó nằm với cái quyền quyết định của mình. Lúc bây giờ cái phiền não nó gia tăng rất là nhiều, và phiền não đó nó được cấy ở trong lòng của những người khác nữa. Cho nên là ở chùa nào mà có cái ban nhà trù á, thì bỗng dưng là tăng chúng đều không cảm thấy thoải mái, không nhúc nhích được. Do đó là cái truyền thống tu tập của Trung Hoa đã được ảnh hưởng một số thiền viện ở Việt Nam á, là tự nhiên là tăng chúng tự phân công, ai nấu cơm buổi sáng, ai nấu cơm buổi trưa, ai nấu cơm buổi chiều, đó. Có lịch trình hết á, cho nên nó tốt. Nó có một cái ốc xanh khác, đó là trong trường hợp của chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quang Đức của Hòa Thượng Thích Thông Bổ. Hòa Thượng là vị gọi là pháp tử của Bồ Tát Thích Quang Đức, thì Hòa Thượng Thích Thông Bổ làm cũng hay lắm. Tức là chia ra cái phần trực nhật á, nấu cơm á, một tháng như vậy có lẽ là gồm có 30 ngày, thì một ngày như vậy có thể có 2 người, 3 người lo bếp núc. Thì trong cái ngày đó một tháng quá đáo là mình một lần, cho nên đâu có ai cảm thấy rằng mình có quyền hạn gì đâu. Mà đến cái ngày đó thì mình lại phải phấn đấu, mình ganh với nhau. Cái gia đình kia nấu đồ ăn ngon, giờ tôi phải cố gắng nấu ngon hơn. Cho nên là tiền chợ có thể chùa đưa ra 100 ngàn, mình bỏ thêm vô là 50 ngàn nữa. Có nhiều người gọi là không cần lấy tiền chợ của chùa đưa ra luôn, bỏ là 150 ngàn, một tháng tôi cúng 150 ngàn đó bao nhiêu. Thì là họ làm ngon hơn, và do đó là tăng chúng cảm thấy rất là hoan hỷ. Và ngày hôm sau lại có một cái khẩu vị khác, lại có khẩu vị khác nữa. Do đó là cái sức khỏe được đảm bảo, mà những cái tệ đoan hoặc là những cái điều mà chưa được hoàn chỉnh ở trong nhà bếp nó không có, nó bị vắng bóng đi. Nó là một cái giải pháp rất là hay á, cách thức cho. Còn nếu trong trường hợp mà ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa ở tại Mỹ này, thì nhất tăng nhất tự à, ông thầy cũng là cái ông trụ trì, cũng là ông thị giả, cũng là ông tổng thư ký, cũng là cái chú tiểu, cũng là cái người quét dọn, nó làm hết rồi, ngoài trừ tới cái ngày lễ thôi, thì có người tế phụ. Bình thường là có một mình ông thầy không phải làm hết rồi. Thì trong trường hợp đó, cái nhu cầu của những người phát tâm tế làm nhà bếp nó là một cái nhu cầu rất là lớn. Cho nên là nếu mà ai phát nguyện làm được chuyện đó, đó là một cái điều công đức rất là hay. Nhưng mà mình phải cố gắng là khi mình vào trong nhà bếp á, thì mình cứ nghĩ là mình đang hỗ trợ cái bao tử cho tăng chúng tu học, mình đang hỗ trợ cái bao tử cho những pháp hữu mình tu học. Mà nếu mình phát nguyện mình làm đúng theo hành nguyện đó thì cái phước báo lớn lắm. Chúng ta vẫn còn nhớ là cái ngày Huệ Năng á, tổ thứ 6 của thiền trong Trung Hoa, từ lúc vào chùa trên lúc mà rời khỏi chùa suốt 8 tháng như vậy, chỉ là một công việc duy nhất là của nhà bếp thôi, là bữa củi, giã gạo, nấu cơm, bếp núc, phục vụ, lau quét, rửa chén, mà cho một cái tập thể tăng chúng mấy trăm người dưới sự tu học của hướng dẫn tu học của tổ Quần Nhẫn. Mà nếu như là đó không phải là một con người có một cái tâm lượng lớn với tinh thần Bồ Tát, một người dấn thân tu học á, thì có thể mình phiền não nó ôi tôi vào chùa tôi bị đi dữ quá, hay như ở ngoài cũng bị đi mà vô chùa cũng bị đọt nữa, đi và đọt không cho là phiền não mình gia tăng. Còn nếu như mà lúc đó mình nghĩ rằng đây là một cái cội rất là lớn để mình gột rửa hết tất cả những phiền não của ngã mạn, của cống cao, của tự hào, của ý lại, và mình đã gieo cho công đức để phục vụ cho tăng chúng, mà đức chúng là như hải, lúc bây giờ mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình càng làm nhiều mình càng hạnh phúc, mà muốn hạnh phúc thì mình đừng có nhằn, mình đừng có cao có với những người làm chung. Ai mà vô muốn làm chung mình chia,
rồi cũng đừng giấu nghề. Thí dụ mình có cái món nào ngon ngon, bún riêu hay là bún quảng hay là mì gì đó, mì quảng gì đó, thì mình phải chỉ cho những người khác để những người kia họ có được cái cơ hội họ đóng góp như mình. Nên tinh thần nhà Phật nó khác với tinh thần của thế gian lắm. Tức là dạy mình cái sự buông xả, mà buông xả về kiến thức là cái công đức nó lớn lắm. Ở thế giới phương Tây cũng như Việt Nam có một loại chứng bệnh, không biết là như là kêu bệnh đau hay gì đó, thì những người bệnh này á, thì có một gương mặt giống như nhau khắp nơi trên thế giới. Họ rất là hiền, lừ khừ vậy đó, gương mặt giống nhau, chậm chạp. Thì cái bệnh đó, người nếu nó thay nhân quả nhà Phật á, có thể những đời kiếp trước của họ đó, họ có kiến thức, họ rất là thành công, nhưng họ bỏng sẻ lắm, họ muốn chia sẻ với ai hết trơn á. Hoặc là nếu ai tới thì họ đi đọt, vừa gọi là bầm dập, rồi là chù ẻo này nọ các thứ, rồi mới là lâu lâu mới nhá ra một cái ngón chiêu này đó thôi, bình thường là giấu hết. Thì những người mà giấu kiến thức như vậy khi mà tái sanh á, rồi nếu như những hạt giống thiện của họ mà không có nhiều á, thì họ có thể bị những cái chứng bệnh đó. Tức là mình có thể trở thành một con người rất lương thiện, nhưng mà mình không có sử dụng được gì bộ não của mình hết á, mình không ứng dụng được bộ não của mình cho công việc, mình cũng không ứng dụng được cho phục vụ cho cộng đồng. Cho nên là cái kiến thức mà được buông ra nó trở thành cái ngọn đuốc, nó thắp sáng ngôi nhà này, thắp sáng ngôi đèn nhỏ, và do đó cái hạnh phúc của con người từ cái kiến thức và trí tuệ nó được phát sinh. Cho nên đó thì mình có thể tu trong cái vai trò của một người làm bếp, tức là mình là truyền lại những cái ngón nghề. Có nhiều người mà giấu nghề á, thì thay vì là bỏ cái rau đó luộc 3 phút là phải vớt xuống thì rau nó mới tươi, mình nói người ta là phải 30 phút, ta đấu xong rồi người ta là mất khách hàng luôn. Thế vậy đó. Nó vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa, cái nghệ thuật nấu á, là nó nằm ở cái chỗ là cái nào trước cái nào sau. Bỏ cái nào vô trước thì nó ngon, bỏ cái nào sau thì nó lại tuyệt hảo. Còn mình mà giấu nghề cái mình đổi ngược lại cái người ta làm nó dễ ẹt à. Mình trở thành độc chiêu, mình trở thành độc cô cầu bại, mình hạnh phúc về chuyện đó. Có ba người giỏi chị hát á, chị phụ ấy. Số một chị Nguyễn á, thì chị đầu gần với pha cà phê. Cô Dung này là cô chiêu hả? Ba chiêu á. Thì giờ ba cái tuyệt chiêu này đó, mà nếu như mà không ai làm được á, thì mình thấy là chắc là mình cũng còn phải giấu á. Mình cố gắng làm sao mình là tại vì thực ra cái kiến thức của nhân loại á, nó có thể được truyền thừa. Người Trung Hoa là một cái dân tộc được gọi là rất là thông minh từ xa xưa, nó là một trong những cái ba cái nôi văn hóa lớn của thế giới. Các triết gia xuất thân từ Trung Quốc cũng rất là nhiều, nền văn hóa của Trung Quốc cũng là một cái nền văn hóa rất là vĩ đại. Vào cái thế kỷ thứ nhất trước đây là đó, người Trung Quốc đã biết gọi là chế tạo viên pháo rồi, tức là một hình thức của bom của đời hiện đại này thôi. Không có hơi chưa hả? Đó. Rồi cái tinh thần mà gia truyền của người Trung Quốc nó cao lắm, tức là trong võ lâm coi như là ông thầy á, ông không bao giờ ông dám truyền hết võ công, tuyệt kỹ võ công cho học trò của mình, trừ khi là ông cần qua đời, còn trừ khi ông muốn truyền ngôi lại cho nó thì ông mới truyền thôi. Còn bình thường là ông phải giấu, ông sợ là nó có thể gọi là phản bội, nó có thể là không trung thành, nó có thể này thế nọ, để ông giữ, ông bảo vệ bản thân ông. Cho nên là tất cả những cái tinh xảo trong võ thuật á, có thể bị mất truyền nếu như cái người đó bị chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là trong những cái nghề gia truyền, ví dụ nghề thuốc hay là nghề buôn bán, hay nghề làm những cái vật liệu này vật liệu nọ, thì người Trung Hoa cũng có thái độ gia truyền như vậy á. Cho nên nó làm dù là một cái nền văn hóa rất là lớn, rất là sớm của nhân loại, nhưng mà tất cả những cái đó nó không được truyền thừa rộng rãi được. Trong khi đó ở thế giới phương Tây á, nó lại có một cái sự khuyến khích về truyền bá kiến thức thông qua những cái certificate về cái bằng phát minh, bằng sáng chế. Do đó nó cộng thêm một cái tác quyền nữa, làm cho con người dễ dàng gọi là công bố những thành tựu khoa học của mình á. Và do đó là con người có thể rút ngắn được cái thời gian rất là nhiều, thay vì mình phải bắt đầu từ con zero mình mới có được kiến thức này, và để có được kiến thức đó mình phải mất 10 năm, 20 năm chưa chắc mình thành công nếu mình không may mắn. Còn bây giờ nếu mà kiến thức được truyền thừa đó, mình chỉ cần học trong vòng 1 ngày, nếu mình thông minh có thể học trong vòng 1 tiếng, không mình để chỉ trong vòng gọi là 5 phút, 10 phút là được. Cho nên là các cái ngón nghề nấu ăn cũng vậy thôi à, thì coi như là mình chỉ cần gọi là hướng dẫn người khác, hướng dẫn một cách mạch lạc, chỉ cần vòng gọi là 10 phút đó, là một món là như vậy là đủ rồi, phải không ạ? Dễ lắm.
Cho nên như vậy là mình có thể đang làm một cái công việc là tùy hỷ công đức, mình đang làm một công việc là truyền bá kiến thức, mình đang làm một công việc gọi là giúp cho người khác không còn có sợ hãi về cái chuyện mà không biết làm bếp nữa. Mình có thể truyền bá kiến thức, rồi mình đang làm cái công việc gọi là bố thí pháp về cái phương pháp nấu ăn. Đây là cũng là một hành động thôi, mình nếu mà biết cách quán niệm á, cái giá trị của đó nó được 3-4 thứ luôn nè. Thí dụ có nhiều người nữ đi, họ sợ mất chồng nó bởi vì họ nấu ăn dở quá. Mà không đáp ứng được cái khẩu vị của ông chồng, ổng có thể đi nhà hàng, ổng có thể đi vi ôm, ổng có thể đi chỗ này đi chỗ nọ, cho nên họ sợ hãi ghê gớm lắm. Do đó mà nếu mà mình truyền trao họ một cái kinh nghiệm nào đó để họ có thể nấu được, cái kinh nghiệm của con người dễ truyền lắm. Cái người mà thiếu năng khiếu cỡ nào đi nữa, mình có thể nói một cách chung chung nó, ví dụ bây giờ nấu một cái nồi nước lèo gọi là 20 lít thì muối phải là bao nhiêu gram. Dĩ nhiên là nó không chính xác được, mình chỉ cần nói như vậy nó, cái người không biết nấu vẫn có thể nấu khá được. Đường bao nhiêu gram, rồi dầu bao nhiêu, cái nào bỏ trước cái nào bỏ sau. Còn nếu như là nấu củ cải thì củ cải bao nhiêu, củ cải bao nhiêu, củ cải trắng bao nhiêu, củ cải rót hòa hợp thì sao ra một cái thùng nước lèo ngon. Khốm như thế nào nữa thì mình chỉ cần nói như vậy thôi thì người kia có thể học được rồi, rất là dễ. Cho nên bây giờ các cái loại sách mà hướng dẫn nấu đồ chay, nấu đồ mặn đó, nó cũng là một cái cách thức mà truyền bá kiến thức đó, một cái bố thí pháp đó. Và cái bố thí cái sự không sợ hãi của những người nội trợ, cho nên là người ta có thể khắc phục được. Do đó là trong nhà bếp mình có thể tu được, tu nhiều cách khác nhau lắm. Do đó ai mà phát tâm làm nhà bếp đừng bao giờ nghĩ rằng mình bị thiệt thòi. Mình là một con người hy sinh, mình là con người gọi là tạo người khác một cái cơ hội gọi là lên điện Phật, mà mình lại hy sinh mình ở bên dưới, cái phước mình có thể lớn hơn người kia nữa. Với điều kiện là mình hoan hỷ, với điều kiện là mình đóng góp thật sự, chứ bằng không nó có thể tạo phiền não cho mình và người khác lắm. Con thầy, con có câu hỏi với mình dành cho nhiều bạn là bà chị bạn thì rất thích đi chùa, cứ mỗi tuần là có một vị thầy về thì muốn đến để nghe pháp, nhưng mà một lần về như vậy thì trong nhà lại không vui, là ông chồng cũng không thích. Mà mỗi lần mà vợ mà mở miệng nói để khuyên ông chồng thì lại nghe những lời cay đắng. Như vậy thì cách nào, nên im lặng luôn hay là nên cứ nói hoài trong tai nghe? Đây là một vấn đề phải nói rằng là cái giải pháp của nó khó lắm, là bởi vì cái nội kết trong trường hợp này nó nằm ở cái sự chấp thủ và cái sợ hãi của ông chồng. Dĩ nhiên ông chồng đó ông có thể ông có kinh nghiệm khổ đau lấn cấn với con ngôi chùa, hoặc là ông có thể nghe một người bạn kể một cái thông tin có thể là đúng hoặc là không đúng, rồi từ đó ông có một cái thành kiến là giờ ông tới chùa có thể là ông sẽ mắc vợ, hoặc là giờ ông tới chùa như vậy thì bà vợ có thể thương ông thầy, hoặc là giờ ông tới chùa như vậy thì bà có thể làm công đức gì mà tiền ông bỏ sức lực ra làm như vậy ông không vui. Có thể có nhiều cái lý do khác nữa, vân vân, đại khái có thể một trong những lý do hoặc nhiều lý do khác nữa. Thì trong trường hợp đó cái nội kết nó được thiết chặt, nhưng mà có trường hợp nó cũng rất là tế nhị. Vừa rồi ở trên Boston có nghe kể, coi như là anh này là một người cúng dường chùa rất là nhiều, làm công đức công quả đủ thứ hết rồi đó. Nhưng mà khi mà người thân ảnh mất á, thì anh muốn để cái hình và lọ cốt anh ở trong cái ngôi chùa khác, là bởi vì anh đi từ cái bàn này qua bên kia, thì anh không muốn để cái ngôi chùa mà anh đã từng làm công quả, đã từng đóng góp, mà ở cái chỗ mà gần nhà của anh thôi. Thì ở trong ngôi chùa đó, cái vị chủ trì á đã trả lời, có thể có những lý do để họ trả lời như vậy, mà nói là bây giờ chùa cái khoảng thờ nó rất là ít, không gian thờ ít lắm, thì nên ưu tiên cho những người đã có công đóng góp của ngôi chùa. Còn những người mà không có đóng góp thì chúng tôi xin lỗi bởi vì không có đủ chỗ. Lúc bây giờ anh này anh săn lên, anh nói là bao nhiêu năm ảnh đóng góp cho chùa dân kia, bây giờ Phật không gia hộ gì cả. Mẹ anh chết, ảnh muốn có một cái chỗ để mà yên nghỉ cuối cùng trong cuộc đời của mẹ anh, mà anh kính mẹ anh đàng hoàng. Hay thế mà anh không được tội nguyện cho nên anh săn. Từ đó về sau là anh nghe nó đến chùa là anh săn, anh nghe nó đến ông thầy, sư cô là anh không quan hỷ. Và do đó vợ của anh đi chùa anh cấm, anh không còn quan hỷ nữa, mà tháo gỡ không được. Thì có thể có những cái lý do như vậy, hoặc là nếu không ở đời này thì ở trong đời trước có những cái lấn cấn như vậy đó, làm cho người kia có một cái nội kết mà không biết tại sao mình lại không thích như vậy. Thì trong trường hợp đó nói hay không nói là một vấn đề rất là phức tạp. Mình vẫn tiếp tục phải nói, nhưng mà nói trong một thái độ để cho người kia có thể hiểu
hiểu một cách thầm lặng là đến lúc nào đó người kia có thể chấp nhận được. Ví dụ trong một cái gia đình có hai vợ chồng, đây là chuyện gì có thật á, thì bà vợ rất là thích nghe băng giảng, còn ông chồng á là không thích thầy chùa, không thích thầy chùa chút nào hết trơn á, mà nói những lời cay đắng về thầy chùa nữa. Cho nên mỗi một lần á, bà vợ bà mở băng nghe giảng lên đó, thì lúc đầu ông không nghe, ông nó đem cái thứ mà phiền não về trong nhà nghe nó nhức đầu vậy đó. Nhưng mà rồi bà có lập trường của bà, và hai chồng phải nương vào nhau chứ đâu có thể là một người buộc người khác phải theo mình 100%. Cho nên bà vẫn tiếp tục nghe và ông vẫn chấp nhận cho bà nghe, thì cái thái độ của ông bắt đầu được chuyển từ cái mức độ là không chấp nhận qua mức độ chấp nhận, nhưng mà chấp nhận nghe để phê bình chỉ trích. Coi ông thầy này ông giảng sai chỗ nào, ông giảng còn hạn chế chỗ nào, ông giảng không đúng chỗ nào để phê bình chỉ trích thôi, chứ không có phải là để mà tán dương. Nhưng mà khi mà mình có một thái độ vạch lá tìm sâu á, lúc bây giờ sự chú ý của mình nó tăng gấp 20 lần so với lúc bình thường, không? Ví dụ như mình đang để một người nào đó đó, để về cái xấu người kia thì tất cả những việc làm người đó mình biết hết trơn à. Còn mình không để ý thì mình không biết. Lúc bây giờ là ông nghe cái băng đó còn tập trung hơn bà vợ rất là nhiều lần. Bà vợ vừa làm là rau, làm cải, rồi giặt giũ này nọ, nên khi bà mất tập trung, còn ông ngồi ông không nghe. Cho nên ông lắng nghe như vậy, thì ví dụ như trong cái băng giảng đi, nó là một tiếng đồng hồ, thì ông thầy đó nếu mà ông có giảng sai đi nữa thì chỉ chừng 5-10 phút là hết à. Còn là 80-70 phút còn lại là giảng đúng. Thì là cái chất liệu hạt giống chánh pháp đó, nó rót vào trong cái mảnh đất tâm của ông là đến gọi là 80%. Còn những cái cây gai, sạn, sỏi, miễn chai nó rác rến nó chỉ có 20% thôi. Thì như vậy là đến một lúc nào đó thì bỗng dưng là ông cảm thấy là lời Phật dạy nó lại hấp dẫn, nó lại có hiệu nghiệm, cho nên là ông có thể chấp nhận rất là dễ dàng. Thì như vậy thì cũng cùng một cách thức đó lắm. Thì trong cái tình huống của cái người Phật tử vừa nêu á, nếu như ông chồng, ông có thể là ông không thích ngôi chùa hay là không thích ông thầy nào đó, nhưng mà ông có thể ông thích một ông thầy khác, thích một ngôi chùa khác, thì lúc bây giờ mình có thể lấy băng giảng của ông thầy mà họ thích á, cái ông chồng thích á, đem về bật lên để cho ông nghe. Ông nghe từ từ thì lúc bây giờ ông sẽ hiểu được rằng mía sâu có mắt. Nếu như có một cái lấn cấn nào đó trong ngôi chùa thì cũng có một vài thần tử nào đó thôi, chứ không phải là hễ trong chùa là như vậy hết, hoặc là hễ là người tu là như vậy hết. Mà có những người tu rất là thanh cao, rất là thoát tục, rất là đạo đức, rất là vô ngã, rất là vị tha. Do đó anh ta sẽ bỗng dưng là có cái cơ hội để thảy những cái hạt giống thành kiến mặc cảm của mình đối với một ngôi chùa, đối với một nhân vật nào đó, thì có thể thảy ra một cách dễ dàng. Còn nếu như mình chấp nhận cái giải pháp mình im lặng á, đó là mình giải pháp đầu hàng rồi, giải pháp buông, thì cái đoạn kết đó nó không gia tăng chứ nó không bao giờ nó hết, không bao giờ hết đó. Còn khi mình đặt vô cái tình huống là mình phải tìm cái cách để tháo gỡ cho người kia cảm thông, người kia chấp nhận, thì nó cũng năm ăn năm thua. Một á là cái tình trạng nó có thể nó xấu hơn, hai là tình trạng nó tốt hơn. Và cái xấu hay tốt nó lại thuộc rất nhiều vào cái thái độ, cách ứng xử của mình. Mà thường á người nữ có những loại vũ khí rất là lợi hại, đó là giọt nước mắt, đó là cái tình cảm, đó là sự dịu dàng. Và những ông chồng nếu mà thương dành thật sự, ông sẽ chiều theo. Cho nên mình có thể tận dụng những cái lời vũ khí đó để mình làm cho ông chồng ông chấp nhận một cái sự lợi ích cho cả hai vợ chồng. Thí dụ giờ nếu bà vợ bỏ đi chùa một mình ấy, không cho bà cũng đi, thì bây giờ thì ông ở nhà ông sẽ cô đơn đó. Rồi cái nỗi cô đơn đó sẽ làm cho cảm giác buồn chán, cảm giác sợ hãi rằng người có thể tới đó rồi bà quen cái ông nào đẹp trai hơn, giàu hơn, bảnh bao hơn, ga lăng hơn, thì lúc đó mình cũng mất luôn. Thì lúc bây giờ thì ông phải chấp nhận thôi. Cho nên nó đòi hỏi đến cái sự khôn ngoan của mình rất là nhiều. Mình phải dẫn dụ bằng cách này bằng cách kia để cho ông có thể chấp nhận, nhưng mà phải nói đúng cách, đúng lúc. Chứ lúc mà ông đang giận, ông đang nóng, đang uống bia mà nói vô là thua liền thì ông sẽ đập chai, ông sẽ vỗ bàn, khó tác dụng. Cho nên vấn đề đó vấn đề khó lắm. Mà nếu như là sau khi mình đã thử nghiệm hết tất cả những giải pháp rồi mà ông vẫn khư vẫn cố chấp thôi chịu, tại vì cái nghiệp ông nặng quá, cái thành kiến ông lớn quá, và nó thì lúc đó thì phải chấp nhận thôi, chấp nhận thôi. Bởi vì mình gọi là lập gia đình với một cái người mà không có đồng cái tâm nguyện, không có đồng cái chí hướng, không có đồng cái đời sống đạo đức, không có đồng nhận thức, thì cái khổ đau nó dễ bị xuất hiện lắm. Dạ, thế là con trong trường hợp đó. Dạ. Dạ. Như ông già chồng con ông mất là mấy chục năm, mà con chỉ yêu cầu ông xã con đó là khi ngày cúng thì nên cúng chay, nhưng mà ông nói không.
xưa nay ông còn ông sống không có biết ăn cay đâu, giờ bắt ăn cay. Cái lý luận đó là lý luận đúng, nhưng mà nó sai với tinh thần. Nó đúng là bởi vì cái người quan niệm trong trường hợp này nghĩ rằng là cái sở thích của một người nào đó đó nó sẽ được duy trì từ lúc mà họ sống cho đến lúc họ qua đời, và họ đặt ra một cái thể rằng là họ cần phải những ăn những cái món ăn được gọi là favorite. Thí dụ như lúc đó là họ ăn mặn, họ thích được gọi là thịt heo hầm hay là cá kho tộ hay là mắm vuốt hay gì đó, thì lúc bấy giờ cái cúng đó thì họ mới ăn được, bằng ông cúng cái khác thì họ có thể sanh phiền não. Thí dụ bây giờ mình không thích ăn cái món A đó, mà cái người thân người thương của mình cứ đem cái món B, món C, món D lên, mà mình đem với tất cả lòng trân trọng, thì có thể người kia vì ngoại giao thì họ mừng, họ vui cho mình cảm thấy mình hạnh phúc. Chứ còn đem 3 ngày như vậy người kia chắc là méo mặt quá. Thì cái cúng cũng vậy đó. Cái cúng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Tức là cái người kia, nếu như người kia không đi từ tới xanh thì mặc dù họ ăn uống được hết, nhưng mà mình đưa lên những cái phẩm vật mà họ thích đó, thì họ cảm thấy hạnh phúc hơn, họ cảm thấy họ vui hơn. Còn đưa những cái món họ không thích đó, thì họ có thể phiền não. Nhưng mà nó sai ở trường hợp là bởi vì trong lúc qua đời như vậy, con người không còn ăn giống như lúc mà sống nữa. Và do đó tại sao mình phải cúng cha này, bởi vì mình không muốn tạo cái nghiệp sát sanh cho người quá cố. Có thể trong lúc họ sống họ tạo sát sanh, còn bây giờ mình nói là mình thương người đó, mình kính người đó, mình muốn cho người đó được an vui, nhưng mà mình giết con heo, mình giết con gà, mình làm tâm sơ với mình cúng, thì như vậy mình tạo những nghiệp sát sanh cho người kia mà người kia đâu muốn đâu. Thì lúc bây giờ người kia có thể bị thiệt thòi. Do đó mình có thể giải lý giải là theo tinh thần nhà Phật đó là cúng là một cái tinh thần biểu tỏ lòng tưởng nhớ thôi. Còn người kia không còn ăn uống được giống như là đang còn sống. Vì đó tại sao mình phải gieo một cái nghiệp sát cho một cái người mà không còn ăn uống được gì nữa? Cái giá trị của sự cúng trong trường hợp này không có. Nó ngoài cái giá trị tưởng niệm thôi. Cho nên cúng chay để hạn chế cái sát sanh và tạo cái tình thương, và do đó cái người ra đi á có thể được nhẹ nhàng, được an vui, được hạnh phúc. Mình có thể lý giải, mà nếu mà lý giải mà không chấp nhận được thôi chịu à. Thôi chịu thôi, thì trong trường hợp đó mình không tùy hỷ. Tức là giờ ổng cúng là ổng cúng của ổng thôi, còn mình thì không có quan hệ với cái chuyện cúng đó. Đừng có thể hiện ra hành động, nhưng mà có thể là mình không thể hiện ra bằng cái nhận thức của mình. Cho nên cái nghiệp sát đó nó không có cái cộng nghiệp. Ổng gieo cái nghiệp xấu một mình ổng, còn mình không gieo nghiệp xấu. Bởi vì trong trường hợp là vì cái nền văn hóa Việt Nam Trung Hoa đó, hầu như là người nữ là phải chấp nhận cái quyết đoán người chồng, không à. Cho nên là gần như có nhiều trường hợp là mình bị ức chế lắm, thì mình nói ra không được, mà nếu nói ra thì nó bất hòa trong gia đình. Thì trong những tình huống mà nó không may như vậy thì mình phải khéo giải thích theo cái cách thức nào đó thì để người kia có thể chấp nhận được. Trên nào đó chị dẫn cho thầy dẫn ông tới đây giảng cái thể cho thầy một vài pháp cho ông nghe lại phần vừa. Có thể mình là như vậy là biết. Nó có những cái gì này nè. Nó có những cái cách thức như thế này nè. Tức là nếu mình biết là cái người chồng của mình là cái người mà khó tánh, người khó lắng nghe người khác, người có cái thái độ bảo thủ, thì lúc bây giờ mình phải lợi dụng vào những cái cơ hội nó diễn ra trong gia đình của mình á. Thường nó đi đến hai cái khuynh hướng, một cái gì đó nó quá vui, cái gì đó nó quá buồn, thì người kia dễ lắng nghe lắm. Trong trường hợp mà quá vui ấy, thì họ cảm thấy rằng là mình phải là một con người có sự rộng lượng, có sự đón nhận, có sự tha thứ, có sự bao dung nhá. Cho nên mình có thể nạp những cái chất liệu góp ý đó vào những tình huống đó, người kia lắng nghe dễ dàng lắm. Hoặc là trong lúc mà họ đau khổ dữ quá đi, cho nên bỗng dưng họ sợ hãi, bỗng dưng họ dễ dàng chấp nhận, bỗng dưng họ phải làm thế này làm thế kia. Đó là tình huống của những ông đảng ở Việt Nam. Thì mấy ông thì đâu có tin thần thánh gì đâu, nhưng mà khi một người thân nào trong gia đình mất á, thì bây giờ mình kêu họ làm bất cứ cái gì họ cũng làm theo hết trơn á. Thì họ sợ bị trùng tang, họ sợ bị tam tang, họ sợ bị sát chủ, họ sợ bị tổn thất sự nghiệp, cho nên cái chuyện kia có không cần biết, cứ làm thì chắc ăn. Thì trong trường hợp đó là mình phải biết về những cách đó vậy. Dạ. Hoàn toàn không tin, nhưng mà tại vì thường mấy thầy đi đám sám nhiều thì biết mà, coi như là đến những cái lúc mà tan chế là cái khổ đau cùng cực nhất là người ta sợ lắm, nhất là cái chết thì sợ lắm, cho nên mình nói cái gì cũng nghe hết trơn, nói với người kia ta cũng nghe, vì lúc đó là
cái sự rộng lượng mà mở cái tấm lòng mình ra để đón nhận người khác góp ý đó rất là dễ. Thì trong những tình huống như vậy á, mình nếu mình biết được cái tính cách của ông chồng của mình, hay là tính cách của bà vợ của mình, hay là người con của mình, thì mình mới gọi là nói mấy thầy là tới tụng niệm á, gọi là giảng chút xíu thì lúc đó người ta nghe hết trơn à. Cho nên ngày xưa đó, thời Đức Phật á thì không có tụng kinh, tại vì tất cả những bài giảng của ngài á, có người thuộc người không là sao tụng, người ta chỉ cần nhớ cái tinh thần để ta hành trì thôi. Cho nên khi mà có một người nào qua để Đức Phật đến chia sẻ, thì được Đức Phật giảng về cái nguyên lý vô ngã vô thường, cái nỗi đau và cái cách thức để chuyển nỗi đau thành hạnh phúc cho kẻ còn lẫn người mất được an vui là lạc ở đời này và đời sau trong quá trình tái sanh. Cho nên mình thấy là Đức Phật không bao giờ làm những nghi thức là tụng niệm như giống bây giờ mình làm. Còn bây giờ thì mình có nghi thức, và nếu mà mình làm đúng tinh thần Đức Phật á, thì trước khi mà tụng niệm bái sám á, mình phải có một cái thời kinh ngắn. À, thời ngày xưa là thường phải là một tiếng đồng hồ giảng cho gia chủ họ nghe, thì trong lúc đó mình nói cái gì họ cũng nghe hết trơn á. À, nhưng mà phải trước khi tụng kinh mình phải giảng rồi, còn sau khi tụng kinh rồi họ ngán, họ không muốn nghe thì họ chỉ cần thời kinh thôi à, chứ họ đâu cần lời giảng. À, nhưng mà để có được cái thời kinh đó thì phải lắng nghe cái lời giảng, dù là ức chế mà cũng phải lắng nghe đó. À, thì trong trường hợp đó thì họ lại lạc, lúc đó thì ông thầy ông có thể giải thích, ông có thể phân tích tại sao không nên làm mặn. À, tại sao phải nên nấu đồ chay, tại sao không nên để gọi là tam sên cúng, à, tại sao không được gọi là làm hay quay để đãi, nhất là người Hoa khi đưa đám là làm một con hay quay, à, bên Su gia phải làm con hay quay, mà nhà già phải làm con hay quay to thế này thế gì đó. Thì mình có thể giải thích cho họ lắng nghe, à, họ hiểu, và lúc đó họ dễ chấp nhận lắm. Còn bình thường á thì họ khó nghe lắm. Cho nên bây giờ là mấy cái ông mà vô thần á, mấy cái ông mà ngày xưa trống tôn giáo nhiều, bây giờ mấy ông là theo răm rắp vậy đó. Mà thường những người làm chính trị họ tin bói toán nữa mà, tại liên hệ đến dân mạng của họ, liên hệ đến cái tuổi thọ của họ, liên hệ đến cái chức nghiệp, cái địa vị, cái thành công của họ, do đó họ thà thằng trọng vẫn còn hơn. Đó là vậy đó. Cho nên mình phải tìm cái cách nó thích hợp, thì mình nói thì người kia bỗng nhiên là họ sẽ chấp nhận. À, và mẹ chồng của con á thì chết cũng là 60 năm rồi. Thì khi mà có một lần đám dỗ là có con nó mời sư cô tới á, thì sư cô mới nói là bây giờ bà chết lâu rồi thì nên cúng chay, thì nó cũng hoàn được nghiệp bà. Thế thì ông xã con đồng ý cho cúng chay cho ông già. Ông già như vậy là cũng đã có sự chuyển biến tốt rồi đó. Tức là ổng vẫn chấp nhận, là vì ổng có thể ổng nghĩ cái chấp nhận đó bằng cái lý do rất đơn giản, bởi vì ổng nói là mấy bà thì không có nhậu nhẹt cho nên là cứ cũng đơn giản thì mấy bà dễ dàng chấp nhận lắm. Còn bố của ổng có thể là nhậu, cho nên ổng cúng phải là rượu champagne hay thôi là bia gọi là Tiger hay là bia Hurricane hay là whisky hay là đại khái gì đó. Còn thực phẩm mặn thì phải là thực phẩm ngon lành đại khái gì đó. Thì khi mà ông đã chấp nhận một phần nào đó thì mình đã thấy là có sự thay đổi. Cho nên mình cứ tác động, mình nói thêm một cách thức nào đó, thì đến lúc nào đó người ta phải chấp nhận. Đến lúc này họ lại không chấp nhận cho lúc này, nhưng mà 10 năm sau, 5 năm sau ông suy nghĩ lại thấy cũng có lý chứ. Vậy đó. Cho nên là mình đừng có buông. Mình buông là mình bỏ cái sự việc một cách dở dang. Còn giờ mình vẫn gieo những hạt giống đó, thì hạt giống này nó sẽ được nảy mầm ở trong hiện tại và trong tương lai. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói một điều như thế này nè: dầu cho một cái em bé nô đùa giỡn trên cát thôi, thậm chí viết một cách gọi là rất là tục tiểu, viết một cách rất là khinh thường, viết cái chữ Phật ở trên cát rồi ảnh dùng cái chữ ảnh đạp với cái chữ Phật, nó xóa hết vậy đó, hay là nhổ nước miếng lên cái chữ Phật đó, thì những người như vậy đều sẽ thành Phật đạo. Bởi vì cái hạt giống cái chữ Phật đó, nó vẫn nạp vào trong đầu bằng cách thức này bằng cách thức kia. Bây giờ anh có thể anh không nhìn thấy được nó, anh có thể là quên đi cái giá trị của nó, nhưng đến lúc nào đó anh ta gặp một điều kiện, một cái cơ hội nào đó, thì cái hạt giống này nó sẽ được phát triển. Cho nên Đức Phật nói là hạt giống nó không có mất. Do đó nếu có cơ hội mình cứ nạp làm sao để cho người kia lắng nghe được. Còn có thể người ta chưa hiểu, nhưng mà đến lúc nào đó người ta sẽ bùng vỡ, người ta sáng tỏ vấn đề, người ta có thể giác ngộ được vấn đề, lúc đó thì nó sẽ thành công. Dạ, ưu thầy, như ba của con đó, thì trước khi ba của con mất đó, thì ba của con mới nói là thương cha mẹ hay là những người thân đó, mình thương người ta, thì khi sống đó, thì
thì muốn cái gì mình cho cái đó. Còn cái chết thì không cần. Chẳng hạn như chết nó mà muốn nhớ tới cái ngày dỗ thì chỉ nhớ tới ba con thì nói là ba con thích ăn xôi đậu phộng cho mấy bà tao, thì không có cần làm mà đám gì hết, chỉ cần nấu cái đó, nấu một cái chén đó là ngồi là từng là cha con còn sống để cho để mà ăn với cha con thôi. Ông già con nói vậy, thành ra khi ông già con mất rồi á thì con chỉ cúng ông già con vậy. Trời, cái đó là rất là hay á, tại vì thực cái cá tánh á nó tạo ra cái văn hóa, cái phong tục tập quán, và cái cá tánh đó, nó được hình thành ở trên những thói quen. Ví dụ có nhiều người có thói quen ăn mặc, phải ăn loại ăn mặc cái loại quần áo này chứ không mặc loại áo khác, đeo mắt kiếng phải kiếng này chứ phải kiếng kia, thực phẩm phải loại này phải loại nọ, ăn nó thì nó có cái kiểu cách khác nhau, đũa muỗng này nọ, thì tất cả nó đều là quán tính của thói quen hết. Thì những con người mà có quan niệm như vậy á, thì khi mình cúng á, mà nếu như họ không tái sanh á, thực ra thì phần lớn họ đều đi tái sanh, ngoài trừ trường hợp là chấp trước không đi tái sanh thôi. Thì trong trường hợp không tái sanh, mình cúng những cái mà họ thích thú á, ở trong cuộc đời thì nó có giá trị, còn bằng không á, thì nó không có tác dụng gì hết trơn á, không có tác dụng. Cho nên á, là khi mình tưởng niệm một người nào đó thì mình có thể trưng bày những cái phẩm vật mà người đó thích, nên nó có ý nghĩa nhiều nhất. Có một câu chuyện có thật. Hòa thượng thì đã qua đời rồi, hòa thượng cũng nổi tiếng lắm. Vì thiền tọa đang vẫn còn sống, năm nay là 70 tuổi rồi, của Lê Hòa Thượng rồi. Thì hai vị này là hai anh em ruột. Thì cái bữa đó là cái ngày dí Phật đản sanh. Ở Việt Nam thì thường có thói quen đó là mình bài xôi nè, chè nè, những cái gì mà mình thích, tức là ai có cái ngón nghề nào là cứ bài cúng ra cái đó để mình cúng vô Đức Phật. Thì lúc đó đó thì vị thiền tọa này không có cúng. Hòa thượng nói, ủa tại sao thầy không chịu cúng gì trơn vậy? Thì thượng tọa lại trả lời tiếu tiếu thôi, nhưng mà cũng rất là sâu sắc. Nên nếu mà cúng cho Phật Thích Ca, cúng mấy món này Đức Phật không ăn đâu. Đức Phật phan chà bà ti là bánh bột á, Đức Phật phan cà ri nị là gì với Ấn Độ. Thì cúng cà ri thì nó mới có tác dụng, chứ còn nếu mà cúng mà gọi là xôi chè của người Việt Nam thì người Ấn Độ ăn đâu có được. Nếu mà ai đã từng làm việc chung với người Ấn Độ á, thì họ có một cái loại thực phẩm riêng của họ, phải không? Cái khẩu vị của họ rất là khác với mình. Do đó những cái mình cho là ngon có thể là những cái món mà nó không ngon chút nào đối với họ. Mà trên thực tế thì Đức Phật đâu có ăn. Cái cúng chỉ là bày tỏ lòng tôn kính thôi. Cho nên là Phật không ăn, mà do đó mình cúng cái gì cũng được. Mà thường á, tinh thần cúng nhà Phật thì không cần phải cúng cơm, không cần phải cúng canh, thực phẩm giống như bình thường. Mà mình có thể cúng hương hoa thôi. Vì nó có những cái giá trị, nó thanh tao, nhìn vào nó có một cái nét đẹp, nó có một cái hương sắc, và do đó nó có thể để được vài ngày. Còn một cái chén cơm mà có thực phẩm vô để một ngày nó có thể hư rồi, nhất là trong một khí hậu mà nóng bức như Việt Nam nó mau hư lắm, mau thối lắm. Còn hoa có thể kéo được 6 ngày, mà trong mùa lạnh có thể là được nửa tháng. Trái cây cũng tương tự như vậy, cho nên mình cúng những cái đơn giản như vậy nên là có giá trị hơn. Thì cái người quá cố cũng vậy đó. Nên thực ra cúng á, thì dù cái món mà xôi nếp mà cái người quá cố thích thì nó mình cũng không cần cúng, bởi vì họ cũng ăn được gì đâu, bởi vì họ chỉ còn tồn tại bằng cái nhận thức là của thần hồn thôi, còn cái thân xác này không có nữa. Cho nên càng nhìn thấy những cái phẩm vật mà họ đã từng ăn trong quá khứ thì họ càng khổ đau nhiều, muốn ăn mà không được. Do đó mình cúng bằng một cái tinh thần, mà cho đó trong các bài nguyện hương á, thì các cổ của người Việt Nam và Trung Hoa thường dùng 5 cái giá trị tâm linh để mà cúng thôi. Giới hương tức là hương đạo đức, định hương là hương thiền định, tuệ hương hương tuệ giác, tức là cái sống phù hợp với nhân quả, phù hợp với duyên khởi, phù hợp với vô ngã vô thường. Cái hương giải thoát là một đời sống thông dong tự tại thảnh thê. Và cái hương giải thoát chi kiến là ý thức về cái sự giải thoát của bản thân mình. Mình cúng Đức Phật bằng những cái hành động đó đó, bằng cái tư cách đó, bằng cái sự dấn thân như vậy thì nó có giá trị nhiều hơn là mình đốt một cái hương như thế này thế nọ. Tại vì cái hương này là do người Trung Hoa tạo ra, ở bên Ấn Độ không có, Ấn Độ đâu có cúng hương. Nhang là do người Trung Hoa tạo ra hết. Cho nên là bây giờ mình có thể vận dụng những cái loại cây nhang điện tử. Thứ nhất là nó đỡ bị gọi là ô nhiễm trong chùa. Thứ hai nó không ảnh hưởng sức khỏe về phổi, với lại khói viêm mũi của người. Cái thứ ba nữa cũng rất là kinh tế, là tượng Phật không bị nám đen. Không thật á,
Chứ mà một cái tượng Phật mà mình đốt nhang nhiều thì coi như là cứ 1-2 năm là mình phải thay tượng mới thôi. Thưa thầy, Ấn Độ không có nhang hả? Không, không có. Thì cúng bằng cái gì thầy? Họ cúng bằng hương hoa với lệ nước thôi, trái cây thôi. Có thắp nhang? Không thắp nhang. Không có đèn. Dạ không, cái tượng đâu có thắp nhang đâu đèn. Thì cái độ bền của tượng nó sẽ lâu hơn. Còn nếu mình thắp nhang mà nhất là cái phong hóa của người Hoa đó, thì họ tin tưởng nhiều thứ khác nhau lắm. Thì mua bó nhang mà 200 thẻ đốt hết luôn, gộp luôn vậy đó. Mà họ cầm gọi là từ cái bàn A qua đến bàn B như vậy thì những người xung quanh đó là hửi không biết bao nhiêu cái độc tố, nhất là cái khói nhang trong cái thời hiện đại này nó độc dữ lắm, vì họ làm bằng mặt cưa rồi hay là bằng hóa chất, thêm những cái màu hương đó là hóa chất không à, cho nên là cái độc tố trong nhang nó nhiều lắm. Cho đó là nó không đúng tinh thần nhà Phật. Cho nên là theo tinh thần nhà Phật là mình nên bỏ. Có một cái phong tục khác của người Trung Hoa nữa là họ thường đốt một cây nhang rất là dài. Dạ. Đó là đi đến chùa. To nữa. Tiếp tàu là gì? Tiếp bạch thỏi. Có gì? Dìn hương hả? Thì cái nhang dài đó họ quan niệm như thế này nè. Tức là họ cúng là để mong được cái ăn vui, cái phước báo, cái lợi lộc. Thì họ phải mang từ trong chùa về trong nhà. Mà nếu cây nhang đó mà nó ngắn quá, nó có thể tắt giữa đường á, thì cái lộc nó bị mất. Cho nên họ mới cầm cái nhang thật là dài, đi 10 chùa xong rồi về nhà, có gắm ở nhà. Nó là vậy, cái quan niệm của họ là vậy đó. Nhưng mà trong nhà Phật á, thì những phong tục tập quán đó nó không đúng. Nó không đúng. Cái ý nghĩa nó là hay, tức là mình mong cái tài lộc nó đến với mình. Mà nhà Phật nói muốn có tài lộc thì mình phải là có những hành vi đạo đức, mình phải bố thí cúng dường làm phước, tu tập nhiều cái phước báo gì đó thì mình mới có được cái giá trị đó. Còn người Hoa lại có một cái sản phẩm mà trên thế giới này không ai có, đó là nhang vòng á. Cái nhang vòng là cái nhang rất là kinh tế. Mà nói là cái thức là đó thì nó tiện lợi thôi, cái người là biết thôi, không đốt nhiều. Giống như một ngày mình phải đốt 3 lần thôi. Mình thắp một cái nhang vòng như vậy là có thể một tuần, có thể 15 ngày. 15 ngày như vậy là mình khỏi phải thắp tới thắp lui. Dài vậy đó. Nhưng mà trên thực tế đó, mình vô những cái chùa của người Hoa đó thì cái màu sắc nó tối, không có sáng lắm. Thì cái màu khói nha. Cái thứ hai nữa là cái màu mà màu đỏ thì sẽ là cái màu lucky của người Trung Hoa, cho nên họ làm cái gì đó nó cũng màu sậm sậm đỏ đỏ gì hết. Rồi cái thứ ba nữa, những cái bao lam rồi những cái hoa văn, những cái decoration này nọ trong chùa nó cũng thuộc cái màu, thuộc là cái ram tối hết á. Cộng với lại cái hương là phản phất đây đó này nọ, nó làm cho cái không gian đó nó rất là âm u, hay là cái không gian đó liên hệ đến cái mà người ta gọi là linh hiển. Và từ đó là người Nam mà họ cảm thấy họ dị ứng, họ đi chùa là vậy đó. Là thường người Nam họ sống với lý trí nhiều, và những phong tục tập quán đó nó không phải của Phật giáo, nó của Nho giáo, nó được áp dụng trong nhà Phật và làm cho những người mà không có điều kiện tìm hiểu đạo Phật một cách rốt ráo đó, đó là đạo Phật còn là truyền bá mê tín dị đoan. Cho nên là họ đến chùa họ không chấp nhận được là vậy. Còn bây giờ mình sống ở nước Mỹ mình nên bỏ mấy phong tục đó. Nên mình dạ. Người Việt Nam mình người cúng dỗ, em nói gì nhưng mà người Tết đó, họ đốt nhang liên tục 3 ngày 7 ngày đốt, sao mà nói tí chứ để nhang tắt. Dạ thì họ muốn là truyền thừa cái truyền thống may mắn này, nó được lâu dài thôi. Được lâu dài thôi, cho nên là cái đó thì con nghĩ bắt trước cái dân tộc của người Trung Hoa. Thì toàn bộ á, gọi là phần lớn cái phong tục tập quán ở Việt Nam á là có nguồn gốc từ Trung Hoa hết á. Của từ Trung Hoa hết á, chứ còn người Việt Nam mình không có những cái này sẵn, do đó nó là không có giá trị lắm. Đốt đèn cầy thì nó cũng tôi nói là được, nó cũng đẹp, nhưng mà nó không có ô nhiễm lắm, cho nên đèn cầy thì có thể được. Nhưng mà người Trung Quốc thì thường họ ít cái đốt đèn cầy đó, mà họ đốt là dầu ăn á, dầu phụng á, thì coi như là họ thấp rồi, chứ không làm đèn dầu như mình đó, mà là dầu phụng. Thì họ đốt như vậy thì mỗi ngày họ phải đi làm, vì cái đó nó cũng độc lắm, dầu phụng nó cũng độc. Con thấy ở bên đó đi mua đó, tính thì họ chỗ đốt đèn cầy á, họ phải làm như một cái thùng bự như này, tại vì cứ nó bán mấy 20 cặp đèn cầy tầm này, người nào cũng phải làm đốt để nó lên trên nó chảy xuống một cái thùng luôn.
rồi họ về họ tái tái tạo lại, recycle lại hả? Dạ. Ví dụ như những mục đâm á, người ta tin gì đó hay cái cũng sao á, cái đó nó có hiệu quả không? Không có. Cái sao á, nó là một hiện tượng phát quang của vật lý thôi. Thì các nhà vật lý hiện đại đó khẳng định với mình một điều á, là trong cơ thể của mình cũng có phát quang, nhiều ít các sự vật đều có hết trơn á. Nhưng mà nếu mà đứng từ trong bóng tối mình nhìn ra đó, thì cái mức độ phát quang của sự vật nó sẽ nhiều hơn là đang ở trong ánh sáng như thế này. Cho nên về ban đêm á, mình thấy các cái hành tinh, các cái định tinh ở những nơi xa xôi, trong những dải ngân hà thiên hà nó phát quang, mình tưởng rằng nó là tượng trưng cho một vị thần linh nào đó, là vì vậy mình sai lầm, mình bị sai lầm thôi, chứ còn nó không có chính xác. Rồi người Trung Hoa họ mới đặt cho những vị thần trên một vị sao chủ quản về cái may mắn, cái không may mắn, cái thành công hay thất bại, tuổi thọ hay không tuổi thọ của con người đó. Thì cái đó, tất cả những phong tục tập quán đó nó đều sai, nó không đúng theo tinh thần nhà Phật đó. Còn bên nhà Phật nói là mỗi con người như vậy á, mặc dù được sinh ra thậm chí là cùng một giờ, một ngày, một giây, cha tánh đâu có giống nhau đâu. Nếu như cái năm tháng ngày giờ nó quyết định cái định mệnh con người á, thì nó phải có sự gọi là giống nhau cách tuyệt đối, không? Nhưng mà bây giờ mình thấy là hai nhân vật lịch sử sinh ra cùng một giờ, một ngày, một năm, một tháng, đó là Hitler với lại là Sarko. Một người á thì làm cho cả thế giới khóc, đó là Hitler. Còn một người làm cho cả thế giới cười, đó là Sarko. Sinh cùng một giờ, một ngày, một năm, một tháng. Cho nên là cái vận mạng của con người nó đâu có lệ thuộc cái đó đâu, mà nó thuộc về cái nhận thức. Cho nên nhà Phật có nói là cái nhận thức và hành động trong cái đời sống hiện tại nó quyết định tất cả mọi sự diễn biến ra trong cuộc đời này đối với con người và đối với cộng đồng và xã hội. Do đó các ngôi sao nó không có quyết định đến cái hạnh phúc khổ đau của con người, mà hành động, cái thái độ, cái nhận thức, cái chủ trương của con người nó quyết định cái đó. Nên là cái quan điểm của nhà Phật nó đi rất là khác với lại quan điểm của các tôn giáo. Nhưng mà cái truyền thống nó đã được ăn sâu vào trong cái nền văn hóa Trung Hoa mấy ngàn năm, nó ảnh hưởng qua Việt Nam. Do đó bây giờ các chùa phải làm cái chuyện mà các chùa không hề muốn. Tất cả những tu sĩ mà có trải qua cái trường lớp Phật học đàng hoàng á, đều hiểu được lời Phật dạy về cái này, đều không chấp nhận về cái tinh thần đó, nhưng mà trong hành trì vẫn phải giữ lại. Là bởi vì có nhiều người nếu không có đó tâm đến chùa. Do vì cái thái độ của người Phật tử đó làm cho cái thầy phải nuôi dưỡng một cái truyền thống nó đi ngược hoàn toàn lại tinh thần nhà Phật, như là đạo lý nhân quả, đi ngược lại hết đó. Cho nên ở các chùa thì họ cũng phương tiện thôi, nhưng mà trong cái phương tiện đó nếu mình chịu khó mình để ý, mình thấy nó rõ ra là phương tiện chứ không phải là cái cú cánh. Ví dụ như là những ngôi chùa lớn á, mỗi một cái mùa mà cúng sao hội á, từ ngày mùng 8 cho tới ngày rằm tháng giêng á, có thể là ghi tên cầu an là 40-50 cuốn tầm 100 trang. Mỗi một trang như vậy là 22 tên. Có nhiều người người ta viết tắt nữa là gia đình Nguyễn Thị A, như vậy gia đình nó có thể là 10 người, 20 người nữa. Cái số đó nó có thể tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà khi mà xướng danh tánh để mà cầu nguyện trong cái lễ cúng sao đó, đâu có chùa nào mà đọc hết từ đầu đến đuôi, đọc với chừng nào mới xong. Chứ cái đó cái khóa lễ mình chỉ có 2 tiếng hồ là sao đọc. Thì lúc bấy giờ thì trong chùa mới có những cái khiếu nhỏ nhỏ như thế này, cầm theo những cái viết đưa cho những người có mặt lúc bấy giờ, họ viết lại tên tụi nó là nhiều, có để đọc trước, ưu tiên cho gia đình của bà để bà về trước. Thì lúc đó đọc hết cho những người có mặt để họ tao mà về, thì những cái còn lại thì nhà chùa nói là và tất cả thiện nam tín nữ là đủ rồi. Vậy thôi, thì như vậy là cũng bao gồm hết trơn rồi. Do đó là nó không còn gì là quan trọng hết trơn á. Nhưng mà trong nhân quả mình phải hiểu như thế này nè, khi mình phát ra một cái tâm niệm tốt là lúc bấy giờ cái tác dụng nhân quả nó đã có rồi, mà mình không cần phải xướng danh hiệu của mình lên trước bằng Phật để Phật có chứng. Khi mình có một cái hành động tốt thì hành động tốt đó được ghi vào trong cái mảnh đất gọi là của nhân quả rồi, lúc bấy giờ nó sẽ hành quả, nó sẽ vận hành, nó sẽ tương tác, nó sẽ làm cho cái nguyện vọng của mình nó được thành tựu. Cho nên không cần phải xướng danh tánh lên, thậm chí là làm lễ cầu siêu cho một người quá cố cũng vậy. Không cần phải gọi là đọc tên người đó lên, mình chỉ cần liên tưởng đến người đó, hồi hướng công đức cho người đó là người đó được rồi. Do đó là mình không nên gọi là làm cái phong tục mà gọi là cầu siêu,
cái lễ mình vẫn làm mà không cần phải sướng danh tánh người đó lên. Tương tự ở Việt Nam còn có phong tục nữa, đó là khi họ muốn người nào an hay muốn người nào siêu á, cứ ghi tên danh sách cho vô, chỉ khác nhau ở trên đầu của danh sách đó là cầu an hoặc là cầu siêu thôi, dán vô đài học chung, có người bỏ cho cái chuông gia trì. Và bây giờ cái gõ bon như vậy họ nghĩ là cái nghiệp nó sẽ tiêu tan, phiền não sẽ rụng, tại vì nó có cái câu bài kệ đó: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, lìa địa ngục thoát lửa hầm, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Cái bài kệ đó nó quá hay, cho nên là người ta cứ nghĩ rằng là cứ là để nghe cái tiếng chuông như vậy á, là con người có thể được an vui. Và thực ra đó, khi mình nghe tiếng chuông mình phải hiểu rằng nó là một cái phương tiện để nhắc mình trở về với chánh niệm và tỉnh thức thì mình mới được an vui. Còn mình không có trở về chánh niệm tỉnh thức thì mình vẫn phiền não như thường thôi. Đó là chưa nói đến cái chuyện mà có nhiều người họ bị dị ứng về âm thanh, thì cần nghe tiếng chuông họ càng phiền não, nhất là mấy người Mỹ đi à, hoặc là những người phương Tây này đi à, lâu lâu chùa gõ bỏ tụng kinh họ còn cầm lên à. Còn những người hiểu cũng vậy, ví dụ như lâu lâu á, ví dụ như giờ cô nghe một lần á thì cô cảm thấy cô vui. Còn cái đài Hồng Chung đó, trong chùa có nhiều chùa lớn như đài gọi là Thiếu Lâm đi, có thể đóng giọng đài Hồng Chung như vậy là 3 tiếng một ngày. Bây giờ mình cứ hình dung nếu một người nào để cái đầu vô cái đài Hồng Chung gõ cái phong một cái tần số của chuông nó lớn, nó quăng cỡ chừng 10 tiếng là mình nhức đầu à. Và bây giờ mình để là thân nhân của mình tên tuổi vô cái chuông đó bị gõ như vậy thôi chị sao nổi. Cho nên là mình hiểu sai ý nghĩa biểu tượng của cái bài kệ giọng chuông à, mình hiểu sai đi, cho nên là mình mới gắn cái tên vào trong đó. Do đó đó là những cái phong tục mà gắn tên cầu an cầu siêu vào trong chuông à, bỏ vào cái trong chuông là không nên làm. Mình chỉ cần gọi là khi làm một cái công đức, mình liên tưởng cái tâm của mình về người đó mà mình muốn hồi hướng cái công đức đó cho người đó thì người đó sẽ có thể cảm nhận được, cho nên không cần phải ghi tên gì cả à, lễ cầu an cầu siêu cũng tương tự. À, do đó là mình nên mạnh dạn bỏ cái này, chứ còn không, nếu mình không bỏ thì mấy thầy vẫn phải đáp ứng thôi, còn phải đọc thôi. Nhưng mà đọc như vậy là cả hai bên đều gieo một cái hạt giống gọi là mê tín à, một cái hạt giống mà nó ngược tinh thần của Đức Phật dạy à, và dĩ nhiên nó làm ảnh hưởng xấu cho những người mà vốn họ không thích những cái phong tục đó, họ nhìn vô nó là đây là một cái đạo rất là mê tín, rất là dị đó, nó sai với tinh thần, nên mình nên mạnh dạn mình bỏ đi. Thưa thầy, nếu mà cầu an cầu siêu, nếu mà không tục cái tin đó làm sao mà biết cái đây tin nó lại là cái cầu an cầu siêu? Tại vì cái công đức á nó là một cái vô hình, cái phước báo là một cái vô hình, và khi mà cái tâm mình hướng vào người kia là người kia có thể nhận được à. Nó khác với lại cái quà, ví dụ cái quà khi mình gỡ qua cái mail link á à, ví dụ như của FedEx hay là của UPS hay là của một cái hãng nào đó nổi tiếng đi nữa, thì mình phải để tên người nhận, có tên người gỡ, để mà nếu gỡ không có thì nó return lại. Nhưng mà trong trường hợp của công đức thì nó không có phải là một cái vật lý, cho nên là nó thuộc về cái năng lượng của tâm. Vì do đó nếu mình thiết lập cái tần sóng, cái station giữa tâm mình với người kia, mình hồi hướng là người kia có thể cảm nhận được. Nhưng mà nhà Phật á, nó rất là rõ cái cảm nhận về cái hồi hướng công đức á, nó chỉ là 1/7 thôi. Thế Phật dùng cái con số 7 là con số biểu trưng cho cái nhiều á, tức là 1/7 thôi, tức là nó khoảng chừng 10% là nhiều, chứ không hơn được nữa, tức là 1/10 thôi. Thì tại sao nó là 1%, nó là 1/10? Là bởi vì Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng á, coi như là khi một người nào qua đời, thân nhân là thương kính người đó quá, cho nên mới làm phước báo này, làm phước báo nọ hồi hướng công đức, thì như vậy là họ đang làm một hạt giống tốt. Do đó đó, nhân quả nó quyết định lấy cái giá trị của nó trong cuộc đời mà không ai can thiệp vào. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì cái người làm sẽ hưởng đi gọi là 9/10. Còn người quá cố chỉ được 1%, tại vì nhờ người quá cố qua đời, cho nên là thân nhân mới phát tâm. Có nhiều người họ đâu biết phát tâm đâu, nhưng mà do sự hướng dẫn của thân hữu, hướng dẫn của những người quen này nọ, cho nên là họ mới phát tâm. Như vậy là cái người chia chỉ hưởng được 1%, cái kiểu mà giao thoa, cái tương tác qua lại thôi. Do đó là trong lúc mà mình hồi hướng công đức á, dù mình nói rằng là tôi xin hồi hướng tất cả là 100% công đức tôi làm cho cái người A, người B, người C mà tôi kính, tôi quý, tôi mến, thì người kia cũng phải nhận được tối đa là 10%. Đó là cái sức nhận tối đa 100%. Còn nhận được 10% đó hay không nó là một chuyện hoàn toàn khác nữa. Ví dụ như là bây giờ cái ly này nó có sức chứa nó là 200ml. Thì dĩ nhiên mỗi cái ly này nó có một cái nắp. Và bây giờ là
20% ml này người nào đó thân của mình họ có thể rót 20 lít vào trong đây, mình có nhận được hay không? Chuyện đó là chuyện khác. Nếu như mình để nắp như này làm sao nhận được? Và do đó mình phải có thái độ chấp nhận cái chuyện kia thì cái phần quà là hồi hướng về mình mới nhận được, bằng không nó không có giá trị gì hết á. Nhưng mà cái người phát tâm á, hồi hướng vẫn có được phước báo lớn, cái tâm họ rộng, họ được mở ra, cho nên á là cái đạo quả họ tu tập nó được thành tựu. Còn người kia nhận hay không đó là chuyện của nhân quả người kia nữa. Nên có những người thí dụ như giờ ở tù đi, mà nhất là tù mà gọi là biệt giam, mình có thương người đó là mình gỡ hoài người đó cũng đâu nhận được đâu, đâu nhận được đâu. Thì cái hồi hướng công đức cũng như vậy à, là nhận được hay không nó còn lệ thuộc vào cái hệ nhân quả đạo đức của người đó nữa. Thứ hai là cái lượng phước báo của người đó có để nhận được là 10%, là 10 ml, hay là 20 ml, hay là 200 ml, là chuyện hoàn toàn khác. Thì trong bất kỳ một tình huống nào, cái người mà làm công đức vẫn được phước báo. Cho nên Đức Phật mới dạy là nên hồi hướng là vậy đó, hồi hướng. Và khi mình hồi hướng như vậy là mình thiết lập một cái sự vận hành của tâm. À, vận hành này nó như một cái nhịp cầu, và cái phước đó, nó được rót từ cái người A sang người B. Và lúc đó nó chỉ cần liên hệ đến cái tâm tưởng thôi, mình liên hệ đến người kia là người kia có thể nhận được nếu họ muốn, mà không cần phải nêu tên. Nó khác với cái vật lý.